Vạn cổ chí tôn, Lý Vân Tiêu. Tập 23. Trên bầu trời, cơ hồ tất cả chấp pháp giả đều mở to mắt. Miệng há to, hoàn toàn ngây dại. Hắn vậy mà không chết. Đăng. Lý Vân Tiêu bước vào hư không vài cái thì xuất hiện trước Thiên Linh Hoàn, thân thể cũng chật vật không chịu nổi, nhưng bị nước biển rửa sạch thì thân thể nhẹ nhàng hơn nhiều, ít nhất trên người không có một tia vết máu, nhưng mà làn da trắng bệch dọa người. Cơ hồ một số nơi gần như trong suốt, cũng thở dốc không ngừng. La Thanh Vân vẻ mặt đắng chát, sâu thẳm nói. Ngươi làm sao còn sống? Dưới lực lượng như thế, cho dù là đằng long pháp than của ta cũng không thể thừa nhận, phải trốn vào hư không mới nhặt về một cái mạng. Ngay cả mặt đất cũng vỡ vụn như thế, vì sao ngươi không chết? Lý Vân Tiêu thở dốc một hồi, nhìn chằm chằm vào La Thanh Vân, lúc này cười rộ lên, dường như chém giết sinh tử vừa rồi chưa xảy ra bao giờ. Vào giờ phút này đã xóa đi tất cả. Hắn lạnh nhạt nói. Ngươi cho rằng một kích kia thực thiên băng địa liệt, đánh nát mặt đất. Chẳng lẽ không phải sao? La Thanh Vân lộ ra vẻ nghi hoặc, nhìn kỹ mặt nước phương viên trăm dặm. Lý Vân Tiêu mỉm cười, nói. Đó là vào lúc ra chiêu ta đã nghĩ tới đường lui. Trực tiếp dùng giới thần bi xuyên vào mặt đất, vào lúc hai lực lượng va chạm nhau, ta cũng đã lẻn vào trong đáy biển rồi. Mà mặt đất bị ta đục ra một cái động lúc này mới vỡ ra trăm dặm như thế. Trên mặt hắn hiện ra thần thái khẩn trương, nuốt nước miếng nói. Nhưng mà một chiêu kia đúng là nguy hiểm a hát, cho dù ta bỏ chạy vào đáy biển, cũng vẫn bị cuốn vào, bị chấn thành trọng thương. Nếu không vừa rồi ta chém vào hư không, phá hỏng cửa ra thiên linh hoàn của ngươi, cũng không cần thi triển tinh thần công kích. Hắn dùng tay bụng mắt phải của mình. Hiển nhiên là đôi mắt cũng thừa nhận gánh nặng cực lớn, đã bắt đầu đau đớn. La Thanh Vân ngây ngốc, lúc xuất chiêu đã nghĩ ra đường lui, lại đánh tan mặt đất lẻn vào đáy biển, sau đó. Loại cơ trí và kinh nghiệm lâm chiến này, nếu không trải qua thiên truy bách luyện thì sao có được, vì sao có thể xuất hiện trên người thiếu niên mới 15 tuổi chứ? Nhưng bất kể như thế nào, một trận chiến này hắn đã thua. Đây là toàn bộ tinh thạch của ta, ngươi cầm đi đi. La Thanh Vân chán nản ném một túi chữ vật ra. Lý Vân Tiêu sau khi nhận lấy nhìn chằm chằm vào La Thanh Vân nói. Đừng quên, ta nói còn muốn rút long huyết của ngươi. Con mắt của hắn mở to ra, ngón trỏ điểm ra một chiêu, lập tức đánh xuyên qua xương bả vai La Thanh Vân, rất nhiều máu tươi chảy ra, năm ngón tay của hắn mở ra, lập tức khống chế những huyết dịch này trên không trung, dần dần ngưng tụ thành bóng. La Thanh Vân vẻ mặt vẻ phẫn nộ. Thượng cổ chân long chính là sinh linh cuồng ngạo nhất. Hắn thân có long chi huyết mạch, giờ phút này lại bị người ta rút huyết dịch khi còn sống sờ sờ, quả thực chính là thiên đại sỉ nhục. Nhưng thân thể của hắn không có nửa phần khí lực phản kháng, khí thế cường đại của Lý Vân Tiêu đã trực tiếp ngăn chặn hắn lại, chỉ có thể mặc đối thủ rút huyết dịch đi. Yaa, a, nha nha. La Thanh Vân nghiến răng ken két, trong mắt mang theo hận ý cực lớn nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu giống như mãnh thú. Hắn không rõ là, Lý Vân Tiêu làm sao có thể còn phát ra uy áp cường đại như thế áp chế chính mình. Chẳng lẽ hắn còn nắm chắc bài? Nghĩ tới ý niệm này, toàn thân dùng mình, đáy lòng lạnh cả người. Kỳ thật Lý Vân Tiêu cũng đã nỏ mạnh hết đà, chí cường bá thể của hắn không kém gì đằng long pháp thân của La Thanh Vân. Nhưng chí cường bá thể của hắn hiện tại đã bị trọng thương, mang rất nhiều lực công kích hấp thu vào người chuyển thành lực lượng tẩm bổ kinh mạch cùng thân thể. So sánh ra, lúc này còn mạnh hơn La Thanh Vân quá nhiều. Đây cũng là bí mật lớn nhất của Phách Thiên Luyện Thể Quyết. Trước kia hắn luôn không rõ vì sao bất diệt kim thân của Ngạo Trường không lại cường hãn như thế, thẳng đến khi hắn tu luyện mới cảm nhận được công pháp nghịch thiên này có thể hấp thu lực công kích. So sánh ra thì quá nghịch thiên rồi còn gì. Một quả cầu to như quả dưa hấu xuất hiện trên không trung, sắc mặt La Thanh Vân trở nên trong suốt. Thân thể vốn trọng thương. Lại bị cưỡng ép rút nhiều máu như thế, bị nhục nhã trong lòng kích thích, hắn không chịu nổi nữa, trực tiếp ngất đi. Ân, không sai biệt lắm, lại rút tiếp chỉ sợ hắn sẽ chết, quá đáng tiếc. Lý Vân Tiêu vung tay lên, thu huyết cầu như quả dưa hấu này vào trong dụng cụ, nhìn qua La Thanh Vân té xỉu trên mặt đất, thỏa mãn cười nói. Trực tiếp quất chết thì sau này sẽ không có long huyết. Lưu lại làm một kho máu sống, thời điểm cần lại tìm tới, thật là tốt. Nếu như lời này để La Thanh Vân nghe thấy sợ rằng sẽ nhảy dựng lên, có khả năng phun sạch máu trong người ra ngoài. Người rất cường đại,
phóng nhãn cả thế hệ trẻ Thiên Vũ Đại Lục cũng là nhân tài kiệt xuất. Nếu không phải gặp ta, trong hàng tiểu bối không ai là địch thủ của ngươi. Ngươi có tư cách vào Tu Di Sơn. Lý Vân Tiêu cong ngón búng ra, một khối tinh thạch trực tiếp rơi vào trên người La Thanh Vân, lúc này mới đạp nước biển bay đi. Chết à! Ở trên không trung, cơ hồ tất cả chấp pháp giả ngơ ngác nhìn qua hai người, loại nghịch chuyển kinh thiên này làm bọn họ khó có thể thừa nhận được, thẳng đến khi Lý Vân Tiêu chạy đi thì bọn họ nhìn qua La Thanh Vân trên thiên linh hoàn, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Đồ Lỗi mặt âm trầm, cơ hồ sắp nổ tung lên, hắn cắn răng nói. Còn chưa có chết, nếu như chết thì thiên linh hoàn sẽ mất đi liên hệ với chủ nhân, sẽ khôi phục tới trạng thái bình thường. Hiện tại ta có thể cứu người không? Sắc mặt Hoàng Tiểu Long càng khó coi, kết quả bết bát nhất đã xuất hiện, hai người vậy mà đều không chết. Đây là chuyện hắn không nguyện ý nhìn thấy, lúc này lạnh nhạt nói. Theo như quy củ, đương nhiên không được. Đồ huynh, đừng quên ngươi là chấp pháp giả phụ nên phải có quyền lợi cùng trách nhiệm, trừ phi La Thanh Vân nhận thua. Tốt, ta nhận thua thay hắn. Đồ Lỗi tức giận đến toàn thân phát run, hắn phi thân xuống dưới, trực tiếp đáp xuống thiên linh hoàn. Lấy một viên đan dược đỏ rực bỏ vào miệng La Thanh Vân. Người trên bầu trời nhìn qua, kỳ thật trong quy củ cũng không có quy định thế hệ trước nhận thua thay. Nhưng La Thanh Vân không có chết, cũng không nên đắc tội Đổ Lỗi. Viên tinh thạch trong tay La Thanh Vân cũng bị ném bay ra ngoài. Dựa theo quy định, sau khi nhận thua thì toàn bộ tinh thạch sẽ trả lại trên đảo. Mặc dù tinh thạch không còn, dùng thực lực La Thanh Vân biểu hiện ra hôm nay, Thiên Hương đế quốc chắc chắn sẽ bỏ ra danh ngạch cho hắn tham gia Tu Di Sơn. Đệ tử thực lực như thế, chỉ sợ không phải đệ tử bản thổ Thiên Hương đế quốc thì cũng sẽ tận lực kéo tốt quan hệ. Đợi một thời gian, tuyệt đối sẽ là cường giả một phương. Trong tòa nhà gần bờ hồ, ba người vẻ mặt khẩn trương nhìn qua màn nước, đều khó nén được cảm xúc chấn động trong lòng. Lại lưu một khối tinh thạch cho kẻ thất bại kia, rốt cuộc là ai thắng? Người giữ gần ngàn tinh thạch kia là ai? Hoắc Sâm xấu hổ cười lên, nói. Chúc mừng hai vị, người đạt được tinh thạch không biết là kẻ của bên nào a? Trong lời của hắn tràn ngập ghen ghét, nhưng cũng không thể làm gì. Sắc mặt Sở Vũ vạn phần khó nhìn, âm trầm muốn chảy ra nước. Hắn có thể khẳng định chiến thắng không phải là La Thanh Vân, bởi vì hắn cho La Thanh Vân nhiệm vụ chính là đánh chết Lý Vân Tiêu. Hiện tại còn lưu lại một khối tinh thạch. Như vậy chỉ có khả năng là Lý Vân Tiêu chiến thắng. Tân Bì liếc mắt nhìn thần sắc Sở Vũ, hai tay cũng đổ mồ hôi, nội tâm ẩn ẩn có vài phần lực lượng. Giờ phút này tinh thạch không ngừng hội tụ trên màn nước, rất nhanh sắp vượt qua 1000. Quỳnh Hoa đảo đã biến thành vòng xoáy, cấm thần trận pháp tùy thời biến mất, cả hòn đảo lúc này đã mất trật tự, tất cả đạo nhân mã đều nhao nhao điên cuồng cướp đoạt, bắt đầu không ngừng có đệ tử vẫn lạc. Chấp pháp giả không ngừng luống cuống. Ứng phó không được. Lý Vân Tiêu càng không kiêng nể gì cả siêu tìm tinh thạch, rốt cục mệt mỏi không được hắn mới tìm nơi tu dưỡng. Hiện tại hắn một người có được hơn 1000 khối tinh thạch, cơ hồ tất cả đệ tử trên đảo đều ghen ghét, nhưng không có người nào dám đánh chủ ý lên hắn, tất cả đều né ra xa xa, nếu gặp hắn chính là bất hạnh nhất. Ngày thứ ba sắp chấm dứt, vì cái gì còn không có tinh thạch bay lên trời cao. Không ít đệ tử đều lo lắng và chờ đợi thời khắc này. Ở trên không trung, cơ hồ tất cả chấp pháp giả phụ trách sắc mặt âm trầm. Phương Đức nói, làm sao bây giờ, trận pháp đã bị phá hư toàn bộ, tinh thạch ẩn nấp trên đảo còn không có phát hiện. Hoàng Tiểu Long lắc đầu nói, ta đề nghị thôi, nhìn xem còn có bao nhiêu tinh thạch không xuất hiện. Hiện tại tu bổ trận pháp cũng là chuyện không thể nào. Lần này ngoài ý muốn thật sự quá lớn, cũng không thể trách chúng ta được. Một người sau khi dò xét màn nước, sau đó trả lời. Đại nhân, còn có 132 khối tinh thạch giấu kín trong đảo còn chưa xuất hiện. 132 khối. Hoàng Tiểu Long thì thào lẩm bẩm. Bỏ đi, như vậy chấm dứt thôi. Nhị vị định như thế nào? Hắn đã nản lòng thoái chí, đặc biệt là nghĩ đến dù chữa trị trận pháp, những tinh thạch này phóng lên trời cao, đoán chừng hơn phân nửa là bị Lý Vân Tiêu thu đi, không bằng bỏ qua. Đồ Lỗi sắc mặt khó coi tới cực điểm, khẽ nói. Chỉ cần nhị vị không có ý kiến, ta tự nhiên cũng không có ý kiến. Phương Đức cũng nghĩ đến kết quả có khả năng, không cam lòng, nhưng nếu không có hai người khác tương trợ, trong thời gian ngắn hắn cũng không cách nào chữa trị trận pháp,
huống hồ lần này thu hàng thật sự quá lớn, cũng không nên quá mức tham lam, vì vậy cũng đồng ý nói. Đã như vậy, sau 2 giờ nữa sẽ khởi động truyền tống kết giới, truyền tất cả đệ tử ra ngoài. Trận pháp trên đảo bị tổn hại, tinh thạch còn sót lại không xuất hiện. 2 giờ sau sẽ mở cấm chế, tất cả mọi người sẽ bị truyền tống ra ngoài. Một giọng nói hùng hậu vang vọng hư không, thông qua vài tên chấp pháp giả tay liên thủ kết xuất truyền âm trận, truyền ra khắp đảo, truyền vào tai mỗi người. Cái gì, trận pháp bị hư, ta ích con mẹ nó. Một đám bao cỏ, bị hư mà không nói sớm, lần này xong đời, lão tử còn chưa tìm được một khối. Sư huynh, làm sao bây giờ? Người đáp ứng sư muội nhất định phải giúp ta tìm một khối. Ách, cái này, sư muội yên tâm. Đêm nay tới phòng sư huynh, nhất định sẽ có kinh hỉ cho ngươi nha. Rất nhiều đệ tử không có tinh thạch ánh mắt đỏ ngầu, chửi ầm lên, nhao nhao lấy át chủ bài ra, các loại đan dược không chút nào tiếc rẻ nuốt vào bụng, bắt đầu làm dãy giụa cuối cùng. Trong lúc nhất thời, huyết tinh lan tràn khắp đảo, các loại chém giết không ngừng, càng không ngừng chút giận lên kẻ khác. Cũng có không ít kẻ khác tâm thần vui sướng, thu liếm thần thức tìm nơi trốn đi, khi được truyền tống ra ngoài, chỉ cần trở lại Hồ Minh Tâm thì an toàn. Lúc này đám chấp pháp giả đang chữa trị truyền tống trận, trong 2 giờ này thương vong còn nhiều hơn 3 ngày cộng lại. Lý Vân Tiêu vẫn ở khu đất trống, lại không có bất kỳ động tác nào. Những tinh thạch này đủ cho hắn kiếm lời lớn, trận chiến đấu này hắn cũng bị thương thật lớn, nhưng phách thiên luyện thể quyết nghịch thiên đã khôi phục thất thất bát bát. Hơn nữa tu vị còn có khả năng trùng kích lên cao hơn. Đây là, truyền tống kết giới sao? Ngay thời điểm trùng kích tu vị, một màn sáng phủ lên bầu trời, đem trọn Quỳnh Hoa đảo thu vào bên trong. Các đệ tử nhao nhao ngẩng đầu lên, các biểu lộ đều có, cuồng hỉ, uể oải, ngây ngốc, cũng có không ít người bị hào quang quét qua người vẫn không đình chỉ chém giết. Sau một khắc Hồ Minh Tâm trống rỗng trở nên chen chúc, ven hồ yên tĩnh dấy lên các loại sát ý. Các loại khí tức thô bạo tản mát ra ngoài. Đều là chém giết lúc nãy còn sót lại, vẫn còn có kẻ đôi mắt đỏ bừng tìm đối thủ. Đột nhiên một đạo hào quang yếu ớt phóng thích trong đám người, vẻ mặt Lý Vân Tiêu bình tĩnh, sau trận chiến trên Quỳnh Hoa đảo hắn đã đột phá lên lục tinh vũ quân. Cảnh giới này trong vạn tên đệ tử cũng coi như cũng được, nhưng ai cũng không dám xem hắn như coi như cũng được. Đặc biệt là một ít đệ tử chung quanh hắn, thời điểm này mới phát hiện người bên cạnh là ai. Sợ tới mức vội vàng lui ra. Xoát một chút đã xuất hiện khu vực chân không rộng chừng 5-60 mét, Lý Vân Tiêu một người lẻ loi trơ trọi ngồi ngay ngắn trong đó. Tất cả mọi người dừng tay. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Một giọng nói uy nghiêm từ trong tòa nhà truyền ra, uy áp phú hoàng trực tiếp chấn xuống, những đệ tử đang tranh đoạt đỏ mắt toàn bộ đều thành thành thật thật an tĩnh lại. Thân ảnh Tân Bì ba người lúc này mới từ tòa nhà bay ra ngoài, khi thấy Lý Vân Tiêu một người cô lập trong đám người, lập tức nội tâm hiểu rõ. Sắc mặt Sở Vũ âm trầm muốn chảy ra nước, lần này không chỉ có là tổn thất hơn 1.000 khối tinh thạch, hơn nữa chuyện hứa hẹn với Chu gia không có hoàn thành, thứ đồ vật cực kỳ trọng yếu kia đã ngâm nước nóng. Tân Bì thì mở cờ trong bụng, tâm tình khó tránh kích động, hai tay lay động. Hoắc Sâm thở dài. Hắn đã sớm biết rõ hơn 1.000 khối tinh thạch không có duyên với Mộc Húc Đế Quốc, nhưng mắt thấy vẫn thất lạc. Hắn trầm giọng nói, tỉ thí chấm dứt, không được có bất kỳ hành vi chém giết nào. Tất cả đệ tử các phái trở về, chờ ngày Tu Di Sơn mở ra thì bằng vào tinh thạch đi vào. Lúc này bầu trời hơi chấn động, xa xa bay tới 3 người. Chính là Phương Đức, Đồ Lỗi cùng Hoàng Tiểu Long. Còn có các chấp pháp giả khác quay về tông phái phục mệnh. Ba người chào hỏi đám người Tân Bì, Phương Đức mở miệng nói ra. Tụ Thiên Tông truyền ra tin tức, thời gian và vị trí Tu Di Sơn mở ra đã được các vị đại nhân ba tông môn liên thủ suy tính ra. Tất cả mọi người khẩn trương, đặc biệt là những đệ tử đang có tinh thạch trong tay càng vẽn tai lắng nghe. Tân Bì ba người cũng tập trung tinh thần. Ánh mắt Phương Đức quét qua toàn trường, thời điểm nhìn thấy Lý Vân Tiêu thì vui vẻ, lúc này mới cất cao giọng nói. Thời gian Tu Di Sơn mở ra là 5 ngày sau, nằm ở giao giới Hỏa Ô Đế Quốc và Thiên Thủy Quốc. Chỗ đó có một tòa thành trì, theo cao thủ ba phái cùng suy tính, cửa vào Tu Di Sơn có lẽ ở trên không thành Viêm Vũ ngàn mét. Thành Viêm Vũ. Tất cả mọi người đồng tử hơi co lại, nhao nhao hoảng sợ đưa mắt nhìn qua thân ảnh cô tịch ở khu đất trống. Lý Vân Tiêu cũng ngạc nhiên, không thể ngờ bản thân hắn gặp phải cảnh này.
Phương Đức nói. Chư vị đều tán đi, 5 ngày sau, bằng vào tinh thạch tiến vào thành Viêm Vũ. Mọi người xôn xao lớn, nhao nhao muốn rời đi. Đột nhiên Lý Vân Tiêu lớn tiếng nói. Chậm đã. Tất cả mọi người vừa định rời đi đều kinh ngạc nhìn qua hắn, tất cả đều hết sức tò mò. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười nói. 3 ngày về sau, thành Viêm Vũ tổ chức đấu giá hội tinh thạch, phàm là người Hỏa Ô Đế Quốc có thể tham gia. Đồng thời, vì ngăn ngừa phiền toái không cần thiết, tận lực hạn chế nhân viên. Phàm là người tham gia đấu giá đều phải giao nạp 100 vạn khối trung phẩm nguyên thạch vào bàn phí. Nếu như chút nguyên thạch cũng không đóng nổi, vậy đừng có tới để bớt mất mặt. Cái gì? Trừ Tân Bì đã sớm biết ra, tất cả mọi người chấn động, nhao nhao không tin nổi. Bán danh ngạch, hắn nói có chút ít tinh thạch muốn bán. Là thực sao, ta không có nghe sai. Ha ha, quá tốt. Sớm biết như thế, lão tử không cần liều mạng mạo hiểm 3 ngày trên đảo. Gạch chéo. Thật khờ, danh ngạch chân quý như thế vậy mà mang ra bán. Hư, nhỏ giọng một chút, người muốn chết a hát. Người ta nhiều danh ngạch như vậy dùng không hết, bán một chút cũng là bình thường. Ngoá, như thế nào chỉ cho phép Hỏa Ô Đế Quốc mua, quá không công bình. Đồ vật của người khác, muốn bán thế nào cần ngươi khoa tay múa chân sao? Dù ngươi có đi vệ sinh trên phố cũng chẳng ai quan tâm đâu. Cũng phải, huống chi ngươi có bị ngu không? Tùy tiện tìm người của Hỏa Ô Đế Quốc đi mua chẳng phải xong. Phương Đức cũng cả kinh, không thể ngờ Lý Vân Tiêu lại đấu giá danh ngạch. Hắn khiếp sợ nhìn qua Tân Bì. Tân Bì thì nhún nhún vai, hắn hoàn toàn chỉ có thể cười khổ. Tuy Tân Bì đã sớm biết hắn sẽ đấu giá tinh thạch, nhưng hắn thực mở miệng nói muốn bán thì vẫn khiếp sợ. Nhưng nghĩ tới 100 vạn trung phẩm nguyên thạch vào bàn phí, đến lúc đó nhất định là thế lực khắp nơi sẽ thẩm thấu vào, sẽ có mấy ngàn người tiến tới đấu giá, đó chính là vài tỷ nguyên thạch a. Hắn lập tức bị mấy con số mình tính ra làm hoảng sợ. Sợ rằng nhiều tinh thạch như thế muốn bán ra cũng không được cái giá này. Tiểu tử này thật sự hung ác a hát. Lý Vân Tiêu cười hắc hắc, nói. Ta sớm hoan nghênh mọi người đến, thành Viêm Vũ hoan nghênh các ngươi. Lúc này hắn tươi cười sáng lạn, hàm răng trắng noãn lạnh cả người. Nếu có người biết suy nghĩ của hắn hiện tại, đoán chừng sẽ xông lên chém giết hắn. Hiện tại trong lòng Lý Vân Tiêu tính toán giới nghiêm thành Viêm Vũ như thế nào? Toàn bộ đề cao phí thuê trọ và phí vào thành gấp vạn lần. Đến lúc đó tinh anh cả Nam vực muốn vào Tu Di Sơn, mỗi người ít nhất được giao mấy vạn khối nguyên thạch làm phí qua đường. Bởi như vậy, sau khi thu xong nguyên thạch, đoán chừng có thể hoàn toàn mở một đại vực trong giới thần bi ra. Kế tiếp là đệ tử các quốc gia được hộ tống về tông môn, Lý Vân Tiêu trực tiếp từ chối Tân Bì cùng Phương Đức hộ tống, cố ý một người quay trở về thành Viêm Vũ. Hắn còn muốn vội vàng bố trí chuyện đấu giá và thu phí. Tân Bì cùng Phương Đức đều lo lắng cho tinh thạch trên người của hắn, vụng trộm theo đuôi phía sau, làm cho hai người chấn động là, theo dõi vài trăm dặm thì mất đi bóng dáng của Lý Vân Tiêu. Làm sao có thể, hắn vẫn nằm trong thần thức tập trung của ta, vậy mà biến mất không thấy đâu. Phương Đức vẻ mặt khiếp sợ, khó có thể tin bay lên trời, hắn phóng thần thức ra cực hạn, vẫn không có tìm thấy bóng dáng Lý Vân Tiêu. Tân Bì cười khổ nói. Kẻ này thần bí phi phàm, ta vẫn cho rằng tất cả vẫn trong khống chế của mình, về sau mới dần dần phát hiện căn bản nhìn không thấu kẻ này. Phương Đức cau mày, sắc mặt ngưng trọng nói. Lý Vân Tiêu thiên phú phi phàm, đừng nói tại Nam Vực. Cho dù phóng nhãn cả Thiên Vũ Đại Lục, sợ rằng cũng là tồn tại Phượng Mao Lân Giác. Nhưng hắn làm người quá mức đường hoàng, không hiểu thu liếm, ta sợ hắn trước khi thành danh đã bị bóp chết. Tân Bì nói, từ xưa đến nay, có nhân vật tuyệt thế nào không phải kẻ hung hăng càn quấy và cuồng vọng. Ta xem kẻ này, tuyệt không phải kẻ chết sớm. Phương Đức nói, chỉ hy vọng như thế à, cho dù người này có thân phận thế nào, ít nhất vẫn là người Hỏa Ô Đế Quốc chúng ta. Hiện tại giao hảo với hắn chỉ có lợi mà không có một hai. Sau đó không lâu thành Viêm Vũ sợ rằng sẽ gió nổi mây phun, các loại công việc chỉ an cần nhờ Bì đại nhân. Đến lúc đó ba phái sẽ thỉnh cao thủ trận pháp tới thành Viêm Vũ bố trí đại trận, áp chế tu vị của mọi người, để tránh nháo sự trong thành. Ta hiện tại lập tức quay trở lại Tụ Thiên Tông, báo cáo với tông chủ Tề Phong tất cả công việc cần thiết. Hai người tạm biệt nhau, hóa thành hào quang biến mất ở xa xa. Sau khi hai người rời đi không lâu, thân ảnh Lý Vân Tiêu xuất hiện trên mặt đất, hắn ngửa đầu nhìn sau đó cười một tiếng,
liền đi về thành Viêm Vũ. Thời gian uống cạn chung trà, đột nhiên ở chân núi phía trước có thân ảnh nam tử trung niên đang đứng. Tuy chỉ lạnh nhạt đứng ở nơi đó, trên mặt không có bất kỳ cảm xúc chấn động nào, nhưng thật giống như biến nơi này thành bình chướng hiểm yếu, đem trọn mặt đất phân thành hai nửa, bất luận kẻ nào đều không thể vượt qua. Nhìn qua vị trí hắn đứng chính là thiên hạ của hắn. Trong lòng Lý Vân Tiêu cả kinh, đột nhiên dừng bước lại, sợ hãi nói. Lĩnh vực, Phú Tôn. Tên nam tử trung niên chậm rãi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt lộ ra kinh ngạc, lại cười nói. Quả nhiên không giống bình thường, vậy mà biết rõ lĩnh vực Phú Tôn. Đệ tử vô dụng, đành phải sư phó xuất mã. Ta tới tìm bội kiếm của ta về, ta là Lãnh Tinh Ba. Lãnh Tinh Ba. Đoạn Tình Sơn chủ. Sắc mặt Lý Vân Tiêu ngưng trọng lên, thực sự không phải vì danh khí của đối phương, mà là Lãnh Tinh Ba giống như trống rỗng xuất hiện ở đây, nhưng kỳ thật vẫn đứng ở nơi đó, cũng không có thi triển bất luận thủ pháp ẩn giấu gì. Dù thần thức cường đại như hắn cũng chỉ vừa mới phát hiện. Ngay cả Tân Bì cùng Phương Đức cũng không phát giác ra. Có thể làm được điểm này, chỉ có Bát Hoang Cảnh Vũ Tôn. Bát Hoang Hoàn Vũ, Duy Ngã Độc Tôn. Trong mắt Lãnh Tinh Ba không hề bận tâm, nhàn nhạt nhìn qua Lý Vân Tiêu cười nói. Yên tâm đi, ta chỉ tìm về Ngô Câu Xương Tuyết Minh của ta. Dù sao thanh kiếm này ngụ ý tượng trưng cho Đoạn Tình Tông, làm sao để rơi vào trong tay kẻ khác chứ? Lý Vân Tiêu cảm nhận được khí tức trên người đối thủ, cũng không có nửa điểm sát ý. Có thể trở thành một phương bá chủ, một trong ba đại cự đầu Hỏa Ô Đế Quốc tự nhiên là có chỗ hơn người, hắn không thể ném thể diện ra tay với hậu bối. Hắn lúc này cười nói. Kiếm kia là ta thắng được, muốn lấy về, cứ xuất tiền mua. Lãnh Tinh Ba bội phục tiểu bối này, sau khi nghe danh hào của mình, hơn nữa biết rõ chính mình là Vũ Tôn vẫn nói cười vui vẻ, hắn thập phần thưởng thức cười nói. Ý ngươi là, ta phải ra tay thẳng trở về. Lý Vân Tiêu tươi cười lập tức cứng đờ, xấu hổ cười vài câu, nói. Bỏ đi, nếu Lãnh Tông chủ tự ra mặt, mặt mũi này ta vẫn phải cho. Hắn cong ngón búng ra, một đạo kiếm quang bắn tới. Lãnh Tinh Ba vươn tay ra, trực tiếp cầm kiếm vào tay, tán thán nói. Đáng tiếc thể chất của ngươi không thích hợp tu luyện công phái phái ta, nếu không ta thật muốn thu ngươi làm đồ đệ của ta. Hơn nữa gả nữ nhi Hồng Lăng cho ngươi. Lý Vân Tiêu đã giật mình, vội vàng khoát tay nói. Chu Ngọc Sơn bị ta giết, con gái của ngươi không phải đã thành quả phụ sao? Ta không muốn. Ha ha, thật sự lớn mật. Lãnh Tinh Ba càng ngày càng cảm thấy Lý Vân Tiêu to gan lớn mật, còn dám đường hoàng ở trước mặt hắn nói không muốn Hồng Lăng. Nhưng trong giọng nói lại không có ý trách cứ, ngược lại càng nhiều chính là thưởng thức. Hắn vươn tay phải ra nhìn kiếm mang trong tay, trong lúc đó nhướng mày, sắc mặt của hắn trầm xuống. Đã xảy ra chuyện gì? Khí thế trên người Lãnh Tinh Ba trở nên lạnh lùng, tay không run lên, kiếm mang hóa thành trường kiếm trong tay, đúng là Ngô Câu Xương Tuyết Minh, nhưng không còn chút hào quang nào, giống như một khối sắt chết, không còn chút linh tính nào. Thanh bội kiếm này đi theo hắn đã trăm năm rồi, cơ hồ giống như bạn thân của hắn, cũng có thể nói là thân nhân. Nếu không phải Chu Ngọc Sơn có bạc tình chi thể có khả năng tu luyện vong tình thiên thư tới đại thành, hắn tuyệt đối không ban thưởng kiếm này xuống. Hiện tại nắm trong tay, hắn lại có cảm giác lạ lẫm, giống như người thân chết đi. Trong nội tâm Lãnh Tinh Ba đại thống, cho dù nghe được tin Chu Ngọc Sơn truyền nhân tốt nhất chết đi, hắn cũng không có cảm xúc chấn động này. Sát ý rất mạnh lan tràn trên không trung, khóa chặt Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu đón sát khí, không có ý lùi bước chút nào, lạnh nhạt nói. Lãnh Tông chủ, vong tình thiên thư coi trọng là thái thượng vong tình, người động tình. Trong lòng Lãnh Tinh Ba hơi kinh hãi, dần dần bình phục cảm xúc, nhưng sát ý trong mắt không giảm, lạnh giọng nói. Người hôm nay không để cho ta giải thích thỏa mãn, mặc cho ai cũng không thể cứu ngươi. Lý Vân Tiêu mỉm cười, bất vi sở động nói ra. Lãnh Tông chủ, ngươi nên tinh tế cảm xúc kiếm này đi. Kiếm linh mặc dù chết, lại chết cũng không tiếc. Chết cũng không tiếc. Lãnh Tinh Ba sững sờ, chậm rãi mang thần thức đảo qua thanh kiếm, trên thân kiếm lại truyền cho hắn ý cảnh điều hưu, loại kiếm ý này tuy bi thương, nhưng lại tràn đầy thoải mái không hối hận, đang truyền đạt khí tức vĩnh quyết cho hắn. Kiếm ý có linh, chỉ dần dần rời xa. Về sau thân kiếm trở nên u ám. Lý Vân Tiêu nghiêm nghị nói. Hắn đã tìm được nơi quy túc tốt nhất cho mình,
kiếm mặc dù vô tình, linh lại hữu tình. Tâm thần lãnh tinh ba đại chấn, trong con mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin, vậy mà bắn ra ánh sáng chói mắt. Lý Vân Tiêu cười thở dài. Lãnh tông chủ, thái thượng vong tinh, thật sự phải vong tình sao? Trong mắt lãnh tinh ba bắn ra một tầng sương mù, thật lâu không nói nên lời, sát ý bốn phía tiêu tan. Quanh người của hắn lúc này có cảm giác hào quang sáng lạn, giống như xuân về hoa nở. Ánh mắt Lý Vân Tiêu nhảy lên, vui vẻ nói. Chúc mừng lãnh tông chủ đột phá. Lãnh tinh ba thở dài một hơi, không thể tin cảm thụ kinh mạch trong người biến hóa, không thể ngờ bình cảnh lâu như thế vậy mà dễ dàng đột phá như vậy. Hắn nhìn qua Ngô Câu Xương Tuyết Minh chết đi, thở dài nói. Bằng hữu cũ, tin tức người muốn truyền đạt, ta đã nhận rồi. Hắn giơ tay lên, bảo kiếm đâm xuống, ngọn núi bị đâm thành cái khe giống như mặt đất nứt vỡ, vậy mà xuất hiện vực sâu vạn trượng. Vĩnh quyết. Lãnh tinh ba nhắm hai mắt lại, cầm Ngô Câu Xương Tuyết Minh trong tay ném vào trong đó. Sau đó nhẹ nhàng đánh ra một quyền, núi lớn sau lưng sụp đổ ầm ầm, vô số đá vụn nhao nhao lăn xuống, rơi vào trong vực sâu kia, nhét đầy cả vực sâu này. Cả ngọn núi vậy mà thành mộ bia cho Ngô Câu Xương Tuyết Minh. Hắn im lặng một hồi, khôi phục lạnh nhạt như ban đầu, nhìn Lý Vân Tiêu cười nói. Cảm ơn ngươi, với tư cách ban thưởng, ta quyết định gả nữ nhi Hồng Lăng cho ngươi. Ban thưởng này quá dọa người, ngươi chỉ cần tránh đường thả ta đi qua là được. Trên trán Lý Vân Tiêu mồ hôi lạnh chảy ròng, nói. Ba ngày sau ta sẽ tổ chức đấu giá hội, nếu ngươi muốn tìm con rể tốt, cũng có thể mang con gái tới đấu giá. Ha ha, quả nhiên có đảm lượng. Lãnh tinh ba cười ha hả, cũng không thấy hắn làm động tác gì, chỉ nhẹ nhàng bước ra một bước đã ở cách đó vạn dặm, thân thể tuyệt trần mà đi. Lý Vân Tiêu thở ra một hơi, may mắn lãnh tinh ba phong độ tuyệt hảo, nếu không hắn đã phiền phức. Ngô Câu Xương Tuyết Minh trong một kích kinh thiên kia, kiếm linh đã sụp đổ chết đi, không còn tồn tại. Giờ phút này chỉ còn là một kiện tài liệu lục giai mà thôi, cũng đã không thể xưng là huyền khí. Có chút phiền phức, hiện tại trừ giới thần bi ra, ta không còn binh khí tiện tay nữa. Lý Vân Tiêu tinh tế tự định giá, nhưng thực lực của hắn đã đủ luyện chế ngũ giai huyền khí đỉnh phong, loại vật này căn bản hắn không đặt vào mắt, cũng chẳng muốn đi luyện. Hắn than nhẹ một tiếng, ném chiến xa ra, phi tốc hướng quay về thành Viêm Vũ. Tranh giành danh ngạch Quỳnh Hoa Đảo, chấn động thiên hạ. Lý Vân Tiêu một lần hành động trở thành nhân vật được đàm luận nhiều nhất, các loại tin tức nườm nượp truyền ra, cả nam vực huyên náo xôn xao. Người nói Lý Vân Tiêu kỳ thật không dưới 50 tuổi, là lão quái vật tu luyện 500 năm, ăn gian tham dự tỉ thí. Bằng không hắn làm sao có thể một mình đoạt được một nửa danh ngạch chứ? Hừ, nhìn ngươi có bị ngu không, còn 500 tuổi. Có thể thoát khỏi ba đại tông phái kiểm tra sao? Ta cho ngươi biết a, Lý Vân Tiêu là người mang long phượng huyết mạch, thời điểm chiến đấu trên đảo, trên thân hóa thành chân long, hạ thân biến thành hỏa phượng, lúc này mới có thực lực như thế. The CLMM, cắt tiểu kê kê, sống không bằng chết, cho dù tu luyện tới vũ đế thì có ý gì? Ngươi đừng ở đây nói vô nghĩa, tin tức ta mới nhận được là chuẩn xác nhất, Lý Vân Tiêu kỳ thật không phải nhân loại, là bát giai yêu thú Hoàng Kim Hoa Tinh kết hợp với bát giai yêu thú Bạch Phượng Linh Phi Mã sinh ra, nhắc tới Bạch Phượng Linh Phi Mã. Tại thành Thượng Dương, trong một quán trà nhỏ đã kín hết chỗ, tất cả nghe người thuyết thư nước bọt tung bay. Lại nói Lý Vân Tiêu một tay phi châm chém giết hơn 1000 tên đệ tử các phái, rốt cục nhân thần công phẫn, tại Quỳnh Hoa Đảo xuất hiện vây giết, mọi người đồng tâm hiệp lực liên thủ thể phải bắt được hắn. Thời điểm mấy ngàn người vây công, các ngươi biết rõ phát sinh cái gì không? Phát sinh cái gì? Nhanh nói đi, tất cả mọi người chờ nghe đấy, đừng có thừa nước đục thả câu. Hắc hắc, người thuyết thư cười cười, thảnh thơi uống một ngụm trà, lúc này mới tiếp tục diễn giải. Lúc này Lý Vân Tiêu mạnh mẽ hô to một tiếng, tiểu vũ trụ, bộc phát đi. Vãi cả áo giáp vàng trên người lập tức xuất hiện kim quang sáng lạn, tóc biến thành màu vàng kim óng ánh rủ xuống, các người biết rõ đó là ý vị thế nào không? Đây chính là siêu Saiya cấp 3, bó tay toàn tập A còng A còng. Không chỉ như thế, trên bụng của hắn có một cái túi, có thể tùy ý lấy bảo bối ra sử dụng, chỉ thấy hắn xuất ra một trong chóng tre, trực tiếp đặt lên đầu của mình, thân thể lăng không bay lên. Lúc này mấy ngàn tên đệ tử tông môn há hốc mồm. Phải biết rằng, có thể lăng không phi hành chỉ có vũ tông mới có thể làm được,
Lý Vân Tiêu sử dụng trong chóng tre, những đệ tử kia cũng chỉ có thể nhìn trời mà than thở. Những đệ tử trẻ tuổi các phái không có một ai đạt tới Vũ Tông, toàn bộ đều không biết bay, làm sao đánh đây? Cho nên Lý Vân Tiêu đã đứng ở thế bất bại, cuối cùng có thể xông về phía trước kiếm được ngàn khối tinh thạch, công lao của trong chóng tre là không thể bỏ qua. Một tên khách nhân không tin kêu lên. Trong chóng tre kia có phải quá thần kỳ hay không? Đặt lên đầu là có thể bay. Hỏi rất hay. Người thuyết thư lúc này gõ bàn một cái, dùng tay ra hiệu nói. Chư vị mời xem. Một tiểu nữ hài xinh xắn đáng yêu mang cái bàn ra, phía trên đặt nhiều trong chóng tre, tất cả có lớn có nhỏ, màu sắc rực rỡ. Chư vị đến xem, đây chính là phiên bản trong chóng tre Lý Vân Tiêu sử dụng ngày đó, tuy không thể phi hành, nhưng hoàn toàn có cùng tỷ lệ chế tác. Chúng ta cố ý tìm các thợ đan tre nứa tốt nhất của thành Thượng Dương, làm suốt đêm chế ra, có thể thỏa mãn yêu thích siêu tầm của các vị. 40 ngân tệ một cái, 100 ngân tệ ba cái, mua 5 tặng 1. Đến, đều tới xem đi, không mua cũng có thể nhìn xem a hát. Dừng lại. Mọi người nhao nhao khinh thường, cả quán trà nhân khí tán đi hơn phân nữa. Này này, chớ đi a hát, đều chớ đi a hát. Người thuyết thư vội vàng hô to, nhưng mọi người đã giải tán ngay lập tức, chỉ còn lại mấy khách nhân thú vị muốn mang về cho tiểu hài tử, nhưng mà quá đắt, đều mặc kệ, sau đó bắt đầu đàm luận với nhau. Nhưng chuyện bàn luận vẫn không thoát khỏi chủ đề Lý Vân Tiêu và đấu giá hội và chuyện Tu Di Sơn. Ai, nhân tâm không cổ, sinh ý khó làm a hát. Nghe lão đầu tử giảng từ sáng sớm, chẳng lẽ một ít ngân tệ cũng không cho. Người thuyết thư lắc đầu thở dài, thu thập sạp hàng muốn rời đi. Lão đầu tới đây, ta muốn mua trong chóng tre. Khẽ dựa vào cửa sổ, một nam tử trung niên nhẹ nhàng uống hớp trà, buông chén nhỏ chậm rãi nói ra. Ánh mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như không đếm xỉa tới. Người thuyết thư sững sờ, vội vàng cười hì hì phất phất tay, nói. Thúy Hoa, nhanh bày sạp hàng ra để cho đại nhân này chọn, hồng, lam, lục, lớn, nhỏ, không lớn không nhỏ, cái gì cần có đều có. Tiểu cô nương kia đẩy xe ọt 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 đi qua, ngọt ngào cười nói. Đại gia, người xem muốn cái nào? Nam tử trung niên lúc này mới quay mặt lại, lườm qua xe trong chóng tre, một tay kéo tiểu cô nương lại, ôm vào thân thể trêu đùa. Đại gia ta muốn tiểu nữ hài. Tiểu cô nương kia vẻ mặt thất kinh, vội vàng dùng sức đẩy ra, nhưng bất đắc dĩ đối phương khí lực quá lớn, cũng không có cách nào, khóc lên, nói. Đại gia buông ra a, tha cho ta đi. Cái kia thuyết thư người vừa thấy, cũng sợ tới mức khúm núm, gấp bước lên phía trước cầu xin tha thứ nói, đại gia, ngươi làm cái gì vậy a hát, kính xin buông ra tiểu nữ a. Người ở bốn phía nhìn thấy có lưu manh đùa nghịch, lập tức nhao nhao trượng nghĩa đứng lên, quát. Ban ngày ban mặt, lại dám bắt tiểu nữ hài. Tiểu nữ, nam tử trung niên nhẹ nhàng cười cười, hoàn toàn không đặt người bốn phía vào mắt, mà là nhàn nhạt nhìn qua lão nhân kia, khẽ nói. Cô gái nhỏ này 16 tuổi, người lão nhân này tối thiểu cũng hơn 300 tuổi a, còn là tiểu nữ. Người có thể sinh sao? Sắc mặt người thuyết thư đại biến, trong mắt hiện lên một tia chấn kinh. Tiểu cô nương ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, thân thể co lại, một đạo tử mang bắn ra từ trong tay, muốn tránh thoát ra ngoài. Nam tử trung niên lười nhác tùy ý điểm một cái, tử mang lập tức biến mất vô tung. Tiểu cô nương vẫn thành thành thật thật bị hắn bắt vào trong tay, nhưng mà trên thần sắc mang theo kinh hoàng. Người thuyết thư kinh hãi, mặt âm trầm tiến lên một bước, hắn tiện tay bắt lấy xe nhỏ, một trong chóng tre bay lên và xoay tròn, hóa thành mấy đạo trảm kích bắn thẳng về nam tử trung niên. Nam tử trung niên khinh miệt cười cười, giơ tay khẽ vẫy, một đạo bạch quang trơn nhẵn hiện lên, những trong chóng tre biến mất không thấy gì nữa, trên không trung không còn lại gì. Phi Vân Thủ. Sắc mặt người thuyết thư đại biến, hoảng sợ lui về phía sau một bước, cả kinh nói. Ngươi, ngài là... Lúc này khách nhân trưởng nghĩa bốn phía cũng ngây ngốc, lập tức hiểu mấy người trước mặt không phải kẻ tầm thường, sợ tới mức nhao nhao giải tán, cả quán trà lập tức trống không. Nam tử trung niên khẽ cười nói. Mạn đa thương hội xem như cũng có uy tín, các ngươi vừa thuyết thư, một bán trong chóng tre, chậc chậc. Nam tử trung niên không kiêng nể gì đánh giá tiểu cô nương trong người, ánh mắt lại cười nói. Cô gái nhỏ này chính là Thủy Lạc Yên thực lực mạnh nhất trong thế hệ trẻ Mạn Đa Thương Hội sao? Sắc mặt tiểu cô nương trắng bệch,
nam tử trung niên thực lực mạnh thâm bất khả chắc, hơn nữa nhìn một cái là nhận ra nàng. Nàng xin giúp đỡ nhìn qua người thuyết thư. Thiết hầu người thiết thư khô khốc, gian nan nói. Vị này chính là đại nhân của Vạn Bảo Lâu Thương Hội. Nam tử trung niên cười nói. Đúng vậy, ta chính là Vạn Bảo Lâu Ngụy Hồng Phúc. Hai người các ngươi cải trang tới đây, cũng là vì Tu Di Sơn A. Cô nàng này không tệ, nếu như có thể tiến vào Tu Di Sơn lịch lãm rèn luyện một phen, thương minh nhị hội năm nay, Mạn Đa Thương Hội muốn tiến vào thành viên ban trị sự rất dễ dàng. Người thuyết thư cả kinh, vội vàng chắp tay bái tạ. Thì ra là một trong ba vị đại nhân trưởng khống Vạn Bảo Lâu Thương Hội Nam Vực. Tại hạ Mạn Đa Thương Hội Hà Phong, đây đúng là Thủy Lạc Yên, không nhìn được đại nhân giá lâm, có tội có tội. Ngụy Hồng Phúc sắc âm mút vui vẻ, lúc này mới thả Thủy Lạc Yên ra, nói. Cái gì một trong ba vị đại nhân phân trưởng Nam Vực, Tạ Vũ Hàng đại nhân mới là người chấp trưởng Nam Vực, ta chỉ là một sứ giả dưới trướng Tạ Vũ Hàng đại nhân mà thôi. Hắn nhìn qua hai người, nói. Không thể ngờ tại Nam Vực Thiên Ngẫu Chi Địa lại có thể hội tụ người ba đại thương minh, cũng là một chuyện lý thú. Thủy Lạc Yên nhanh chóng thu tay lại, thân ảnh lập tức trốn sau lưng Hà Phong, cảnh giác nhìn qua Ngụy Hồng Phúc. Hà Phong sững sờ nói. Người ba đại thương minh, còn có ai? Lúc này hai đạo nhân ảnh từ bên ngoài đi tới, ánh mắt nhìn quét qua sau đó ngạc nhiên đi về phía Ngụy Hồng Phúc. Hà Phong ánh mắt ngưng tụ, cả kinh nói. Đinh Linh Nhi tiểu thư. Nàng kia đúng là Đinh Linh Nhi, nàng mặc áo màu lá trà xanh, nàng kinh ngạc nhìn qua Thủy Lạc Yên sau lưng Hà Phong, sắc mặt biến thành lạnh lùng, trong mắt bắn ra địch ý. Thủy Lạc Yên thì xuất hiện thần thái kiêu ngạo, có chút mân mê miệng, bộ dáng khiêu khích mười phần. Hà Phong nhìn qua bộ dáng Thủy Lạc Yên, cười nói. Không thể ngờ Đinh Linh Nhi tiểu thư vậy mà cũng đi tới Nam Vực chim không thèm ỉa này. Hẳn là thế lực Thiên Nguyên Thương Hội đã thẩm thấu cả Nam Vực. Trên mặt mang theo bộ dáng khiếp sợ, kỳ thực là đang trêu tức mà thôi. Nam Vực ở trong mắt võ giả Thiên Vũ Đại Lục là nơi chẳng thèm ngó tới, bảy đại thương minh cường đại đều khinh thường tiến vào thị trường nơi này. Vạn Bảo Lâu cũng chỉ mở phân bộ tượng trưng, cũng không trông cậy vào nơi này thu hoạch cái gì. Mà Thiên Nguyên Thương Hội nằm kế cuối trong bảy thương hội, đây là chuyện ai cũng biết. Tường đổ mọi người cùng đẩy. Bình thường khi nhìn thấy Thiên Nguyên Thương Hội thì không ai cho sắc mặt tốt. Nếu không Đinh Linh Nhi thân là con gái hội trưởng Thiên Nguyên Thương Hội, thân phận còn trên cả Hà Phong và Ngụy Hồng Phúc, há có thể tùy ý để bọn họ trêu chọc. Sắc mặt Đinh Linh Nhi cũng thập phần lúng túng, nhưng Thiên Nguyên Thương sẽ xuống dốc đã là sự thật. Nam tử bên cạnh cũng nhìn ra hào khí này, đột nhiên chỉ vào Hà Phong kêu lên. Tên này là ai? Ta thấy thế nào không quá thuận mắt? Có cần tát hắn vài cái hay không? Mấy người giật mình, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hà Phong giận tím mặt, trầm giọng nói. Đinh tiểu thư, hạ nhân của ngươi cũng quá thiếu quản giáo. Không thể nói có cần lão nhân ta thay mặt giáo huấn hay không? Đinh Linh Nhi phốc phốc cười cười, cảm kích nhìn qua nam tử bên cạnh, nói. Vân Tiêu thành chủ, người này là Mạn Đa Thương Hội Hà Phong, thực lực không tầm thường. Vị cô nương xinh xắn mọng nước này là Thủy Lạc Yên, chính là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ Mạn Đa Thương Hội. Vị này là được Vạn Bảo Lâu Ngụy Hồng Phúc đại nhân, Ngụy đại nhân phụ trách tài vụ cả Nam Vực đấy. Cái gì, ngươi chính là Lý Vân Tiêu? Hà Phong cùng Ngụy Hồng Phúc đều ăn cả kinh, Thủy Lạc Yên cũng khẽ giật mình, trong mắt tinh mang chớp động, tinh tế đánh giá thiếu niên này. Lý Vân Tiêu nhìn qua Ngụy Hồng Phúc, lộ ra vẻ giật mình, kêu lên. Thì ra là Ngụy đại nhân, vì sao được phái tới Nam Vực chim không thèm ỉa này? Nghe vị Hà Phong này nói, giống như đến Nam Vực thì trên đất đều là cặn bã cả. Cái này, sắc mặt Ngụy Hồng Phúc nổi giận, ngược lại nhìn hằm hằm Hà Phong. Hà Phong xem thường Đinh Linh Nhi tới Nam Vực, tự nhiên cũng xem thường hắn. Hà Phong cả kinh mồ hôi lạnh đầm đìa, vội vàng nói. Cái này, Ngụy đại nhân đừng nghe hắn nói bậy. Tiểu tử này vừa tới đã há mồm toàn phân và nước tiểu, không có hảo tâm. Lý Vân Tiêu nhìn hắn quĩnh lên, cười lạnh nói. Ta nói bậy, mới vừa rồi là ai nói Nam Vực là nơi chim không thèm ỉa. Rốt cuộc là đáy lòng ngươi xem thường Ngụy đại nhân, hay là ác ý công kích ta, ngươi cho rằng Ngụy đại nhân sẽ không nhìn ra được sao? Hà Phong tức giận nói. Ngươi đừng vội nói bậy, lại nói loạn, ta một chưởng đánh chết ngươi. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói.
ngươi đang miệt thị trí thông minh của Ngụy đại nhân, nếu không cho ta nói, Ngụy đại nhân có thể tùy ngươi chửi bới. Tốt, ta không nói. Khoản sổ sách này Ngụy đại nhân sớm muộn sẽ tính toán với ngươi. Ngươi? Hà Phong gấp tới mức mồ hôi lạnh đầm đìa, nhìn qua Ngụy Hồng Phúc sắc mặt cực kỳ khó coi, không biết giải thích như thế nào mới tốt, chính mình khinh bỉ Nam vực trước, Ngụy Hồng Phúc chấp trưởng Nam vực là sự thật, không cần nói cũng hiểu. Ninh Linh Nhi nhìn thấy bộ dáng Hà Phong quĩnh lên, nội tâm cảm thấy rất hả giận. Hiện tại Thiên Nguyên Thương hội từ từ sự suy thoái, bị mọi người khi dễ là khó có thể làm gì. Ngay cả nàng là đại tiểu thư cũng bị hạ nhân thương hội khác tùy ý vũ nhục, khó có được thời điểm hả giận, hảo cảm với Lý Vân Tiêu tăng nhiều. Ngươi chính là Lý Vân Tiêu. Chàng diện xấu hổ, Thủy Lạc Yên đột nhiên mở miệng nói ra. Ngươi chính là thành chủ thành Viêm Vũ, tại Quỳnh Hoa đảo đánh bại La Thanh Vân. Lý Vân Tiêu khẽ chau mày, thăm dò hỏi. Ngươi quen La Thanh Vân. Hắn hết sức tò mò với lai lịch của La Thanh Vân, không chỉ kiến thức hơn người. Hơn nữa thực lực trong thế hệ trẻ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu không phải hắn là vũ đế trọng sinh, sợ rằng lần này ở Tu Di Sơn không ai có thể địch. Trên mặt Thủy Lạc Yên mang theo dị sắc, thập phần dứt khoát nói ra. Đương nhiên quen biết, hơn nữa La Thanh Vân là mục tiêu ta muốn vượt qua, một ngày nào đó ta sẽ đánh bại hắn. Sau đó nàng kinh ngạc nhìn qua Lý Vân Tiêu, không thể tin nói. Ngươi thực đánh bại La Thanh Vân. Làm sao có thể, ngươi chỉ là lục tinh vũ quân mà thôi, ta một đầu ngón tay cũng có thể lấy mạng của ngươi. Ha ha, Lý Vân Tiêu cười nói. Ta chính là siêu Saiya cấp 3 tóc vàng rủ xuống, lại dùng trong chóng che bay lên không trung, bại La Thanh Vân có gì khó. Sắc mặt Thủy Lạc Yên hơi đỏ lên, ánh mắt lạnh dần, nói. Ngươi vẫn phái người theo dõi chúng ta. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, khẽ nói. Ta theo dõi các ngươi cả ngày tại quán trà nói lung tung, làm xấu thanh danh của ta, hiện tại cả thành Thượng Dương người nào không biết ta biến thành siêu Saiya, có trong chóng tre. Khoản sổ sách này ta còn chưa tính với các ngươi đấy. Khục khục, Hà Phong xấu hổ ho khan vài cái, khinh thường khẽ nói. Trận chiến trên Quỳnh Hoa đảo chúng ta lại không phát hiện, ai biết ngươi thắng thế nào. Trong quá trình này, tùy tiện thêm mắm muối thì có gì lạ. Lý Vân Tiêu lạnh cười rộ lên, chậm rãi nói. Mẹ ngươi là bà ngoại của ngươi, nãi nãi của ngươi là chị của cha ngươi, mẹ ngươi lại là cô của ngươi, cô ngươi lại là bà ngoại ngươi, cha ngươi là ông ngoại của ngươi, bà ngoại của ngươi lại là mẹ của ông ngoại ngươi, em của ngươi lại là cháu trai lại là thúc thúc của ngươi, em gái của ngươi gọi ngươi là. Mọi người tất cả đều ngạc nhiên, nghe xong đều trợn mắt há hốc mồm, mồ hôi lạnh đầm đìa. Đây đều là uế ngữ. Mấy người lập tức bị loại quan hệ phức tạp này làm rối loạn, tất cả đều giật mình nhìn qua Hà Phong. Ninh Linh Nhi càng cẩn thận hỏi. Hà đại nhân, cái này, đây là thật sao? Hà Phong giận tím mặt, chỉ vào Lý Vân Tiêu quát. Ngươi tiểu xúc xanh nói bậy bạ gì đó. Lý Vân Tiêu nhìn hắn như kẻ đần, cười lạnh nói. Tóm lại cha ngươi và mẹ ngươi sinh ra ngươi không có lỗ đít, về phần giữa quá trình đó ta thêm mắm thêm muối chẳng có gì lạ. Đây tính toán là cái gì? Hà Phong tức muốn thổ huyết, Lý Vân Tiêu đang cố ý đào hố cho hắn nhảy vào. Nếu không phải có Ngụy Hồng Phúc tại đây, hắn đã sớm một chưởng đập qua. Nhưng hiện tại không thể nhịn được, bạo phát, tức giận nói. Muốn chết! Quyền phong như núi, một quyền đánh ra chấn vỡ góc tường quán trà, nơi đây nát bấy. Đồng tử Ngụy Hồng Phúc hơi co lại, Hà Phong này dám xuất quyền trước mặt của hắn. Lập tức hiện lên một tia không hài lòng. Nhưng ý niệm của hắn hiện ra trong đầu, cũng muốn nhìn một chút thực lực Lý Vân Tiêu rốt cuộc như thế nào, gần đây nghe thanh danh quá kỳ diệu, hắn cũng nghe hơn 10 phiên bản khác nhau, tất cả đều là lời nói vô căn cứ. Đột nhiên hắn nheo mắt, chỉ thấy Lý Vân Tiêu nhìn hắn cười nói. Ngụy đại nhân, nghe nói người tìm ta có việc. Trong lòng Ngụy Hồng Phúc khẽ giật mình, lập tức hiểu ý, Lý Vân Tiêu ý tứ rất rõ ràng, người đang tìm ta có việc. Còn không đỡ cho ta sao? Hắn hơi choáng váng, không biết thiếu niên này tại sao có thể gặp nguy không loạn, còn có thể chuyện trò vui vẻ bàn điều kiện với hắn, bất đắc dĩ hét lớn một tiếng, nhìn Hà Phong nói. Dừng tay! Hắn lật tay một cái, trưởng phong lập đánh vào nắm tay của Hà Phong, ngăn cản quyền phong, lạnh lùng nói. Hôm nay ta làm chủ mời Đinh Tiểu Thư cùng Lý Thành chủ thưởng thức trà, há có thể bị ngươi phá hư hào hứng.
hắn thuận thế nắm trưởng thành quyền, một quyền lớn như quả dưa hấu ngưng tụ trên không trung, đánh thẳng vào Hà Phong. Hà Phong kinh hãi, không dám nghênh đón, phi thân lui về phía sau. Quyền ảnh này đột nhiên dừng lại, cả không gian sinh ra chấn động lắc lư cực nhỏ, quyền phong trực tiếp nổ bung, nhưng không có sinh ra năng lượng trùng kích to lớn, mà là không gian trực tiếp vỡ ra một tiểu cầu màu đen, không ngừng dạn nứt quét qua. Tất cả mọi người dưới một quyền này vẫn bình yên vô sự. Nhưng cũng chỉ có Hà Phong ở xa nhất cảm thấy lực lượng mạnh mẽ xé rách thân thể, kinh mạch lập tức tổn thương hơn phân nửa, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Ninh Linh Nhi cùng Thủy Lạc Yên nội tâm chấn động, Vũ Tôn ra tay, dù là một quyền hời hợt cũng có thể dễ dàng đánh chết cường giả Vũ Hoàng. Hà Phong che ngực, oán độc nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, cũng không dám nói nửa câu oán hận. Ngụy Hồng Phúc ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn hắn, chỉ dùng giọng lạnh lùng nói ra. Ta cùng Đinh Tiểu Thư và Lý Thành Chủ nghị sự, nếu ngươi không có chuyện gì khác, cút ngay đi. Đừng quấy rầy nhã hứng của chúng ta. Luân cấp bậc, địa vị của hắn tại Vạn Bảo Lâu không khác gì Hà Phong tại Mạn Đa Thương Hội, luân bối cảnh thì Vạn Bảo Lâu có thể vững vàng áp trên đầu Mạn Đa Thương Hội, hắn không phục không được. Hà Phong cố nén khuất nhục, ôm quyền nói. Ngụy đại nhân, sau này còn gặp lại. Lý Vân Tiêu, Đinh Linh Nhi, chuyện hôm nay ta ghi nhớ. Hắn vẫy tay một cái, lập tức mang theo Thủy Lạc Yên rời khỏi. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Đắc tội ngươi là ta, liên quan gì tới Đinh Tiểu Thư? Vì sao ngươi cũng muốn trách tội tới cả nàng? Đinh Linh Nhi sắc mặt khó hiểu. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Ta hiểu rồi, đây là cừu hận chuyển di đại pháp, đã thương hắn là Ngụy đại nhân, hắn cũng không dám tìm Ngụy đại nhân báo thù, vì vậy khoản sổ sách này cứ tính lên đầu Đinh Tiểu Thư. Chậc chậc. Thần công Mạn Đa Thương Hội quả nhiên cái thế. Hà Phong vừa mới đi ra ngoài cửa, Lý Vân Tiêu nói lời này hắn nghe rõ ràng, lập tức tức giận phun máu lần nữa, thất tha thất thểu rời đi. Thời điểm Thủy Lạc Yên bước tới cửa, đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu nói. Ngươi có thể đánh bại La Thanh Vân, ta rất chờ mong tại Tu Di Sơn đánh với ngươi một trận. Ninh Linh Nhi nhìn nàng đi xa, sắc mặt lạnh lùng mới khôi phục lại, nói. Thủy Lạc Yên không biết phân biệt, tự cho là đúng. Đợi vào trong Tu Di Sơn, Vân Tiêu ngươi không cần khách khí, hảo hảo giáo huấn nàng một trận là được. Ngụy Hồng Phúc khẽ cười nói. Thủy Lạc Yên bên trong Thương Minh danh khí thật lớn, đặt cùng với Đinh Tiểu Thư trở thành Thương Minh song hoa, tại Thương Minh đệ tử trẻ tuổi theo đuổi nàng không kém gì Đinh Tiểu Thư nha. Ninh Linh Nhi đỏ mặt lên, khẩn trương nói. Ngụy đại nhân ngươi không thể nói bậy. Ta nào có người nào theo đuổi chứ? Nàng không biết vì cái gì, giờ phút này trái tim đập bang bang rất mạnh, còn vụng trộm nhìn qua Lý Vân Tiêu, nội tâm giống như con nai khinh hoàng, không dám nhìn tiếp. Ngụy Hồng Phúc lập tức bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng cười nói. Ha ha, hiểu rồi, hiểu rồi. Ta lắm miệng, ta thật lắm miệng. Ninh Linh Nhi tiểu thư tuy người theo đuổi vô số, nhưng vẫn lẻ loi một mình, băng thanh ngọc khiết. Vân Tiêu thành chủ. Ngươi ngàn vận không nên hiểu lầm ta nha. Lý Vân Tiêu, chán hắn đổ mồ hôi, ấp úng nói. Ách, các ngươi nói cái này, liên quan gì tới ta chứ? Ninh Linh Nhi càng khẩn trương, sắc mặt đỏ bừng, nổi giận nói. Đúng vậy, quan hệ gì tới Vân Tiêu đại nhân? Ngụy đại nhân ngươi sau này nói bậy nữa, ta sẽ đi. Nàng thật tức giận, một nữ hài gặp trường hợp này làm sao tự xử được. Nhưng càng làm cho nàng tức giận là... Nghe được Lý Vân Tiêu hòa giải quan hệ, chẳng biết tại sao, nghe được câu này thì nội tâm vạn phần thất lạc, cảm thấy vô cùng bực bội. Ngụy Hồng Phúc vội vàng cười làm lành cầu xin tha thứ, Đinh Linh Nhi lúc này trầm mặc ngồi xuống, nhưng trong lòng vẫn còn tức giận Lý Vân Tiêu vừa rồi nói câu nói kia. Lý Vân Tiêu cũng thoáng cảm thấy xấu hổ, mở miệng nói ra. Ngụy đại nhân gọi ta cùng Đinh Tiểu Thư đến, hẳn chỉ uống trà sao? Ngụy Hồng Phúc cười ha hả. Lúc này mới cười nói. Ta cũng không quanh co lòng vòng. Lần này Tu Di Sơn mở ra tại Hỏa Ô Đế Quốc, xem như là một đại sự. Dù sao thời điểm này ngư long hỗn tạp, tất cả thế lực lớn đều thẩm thấu tới Nam Vực, sợ có chuyện bất lợi với Vạn Bảo Lâu. Cho nên Tổng Bộ phái ta đến đây tỏa chấn, giữ gìn lợi ích và địa vị Vạn Bảo Lâu tại Nam Vực trong thời gian này. Sau khi Ngụy Hồng Phúc nói xong câu này, muốn nhìn hai người bọn họ có phản ứng gì. Ninh Linh Nhi dường như không yên lòng, giống như tức giận. Mà Lý Vân Tiêu thì nhấp trà thơm,
giống như lão tăng nhập định không nghe thấy gì cả, lập tức làm cho hắn xấu hổ một hồi. Ách, khục khục, đúng rồi, Vân Tiêu thành chủ, Vạn Bảo lâu tại Hỏa Ô đế quốc phân bộ tiền nhiệm lâu chủ Tư Tử Trác đại sư tiện thể nhờ ta nhắc ngươi, nói cảm tạ ngươi cung cấp đan phương thiếu dương nguyên dương đan. Tiền nhiệm lâu chủ, Lý Vân Tiêu uống hớp trà, đặt chén trà xuống. Tư Tử Trác đại sư không có đảm nhiệm chức vụ sao? Ngụy Hồng Phúc cười nói. Tư Tử Trác đại sư đi Hóa Thần Hải đã may mắn tấn chức lục giai đại thuật luyện sư. Trước mắt đang ở Hóa Thần Hải tiếp tục tu luyện, cũng không còn đảm nhiệm chức lâu chủ phân bộ Hỏa Ô đế quốc nữa. Lý Vân Tiêu nói. Nơi này không biết là người nào tiếp quản, hẳn là Ngụy đại nhân tự mình ủy khuất kiêm nhiệm. Ngụy Hồng Phúc pha trò, cười nói. Ta tuy trưởng quản tài vụ khu vực Nam Vực, nhưng cực ít sống ở đây, đối với chuyện bên trong Hỏa Ô đế quốc căn bản không quen. Tư Tử Trác đại sư sau khi rời đi chỉ còn lại Ân Chiêu Dương cùng Cam Đức Minh hai người trấn thủ tràng diện. Cam Đức Minh thực lực tứ tinh vũ tông, so với Ân Chiêu Dương thắng một bậc, hơn nữa làm người trầm ổn tỉnh táo, thật sự là nhân tuyển có một không hai, nhưng mà... Hắn ý vị thâm trường nhìn qua Lý Vân Tiêu, lộ ra vẻ mỉm cười, nói. Nhưng mà ta nghe nói Ân Chiêu Dương có giao tình không tệ với Vân Tiêu thành chủ đại nhân, cái này. Thật làm cho ta khó xử. Lý Vân Tiêu thầm mắng một câu lão hồ ly, trên mặt vẫn tươi cười sáng lạn, nói. Đây là công sự của Vạn Bảo Lâu, ta cùng Ân Chiêu Dương chỉ có một ít quan hệ cá nhân, nhưng chuyện này có quan hệ gì sao? Đương nhiên. Ngụy Hồng Phúc nghiêm mặt nói. Cân nhắc năng lực một người, trừ thực lực bản thân và thái độ xử lý công việc. Nhân mạch cũng là nhân tố cực kỳ mấu chốt. Nếu Ân Chiêu Dương có thể làm hảo hữu với Vân Tiêu thành chủ, như vậy hắn đảm nhiệm chức lâu chủ phân bộ Hỏa Ô đế quốc tuyệt không vấn đề. Ninh Linh Nhi cũng từ không vui trong phục hồi tinh thần lại, trong đôi mắt hào quang lập lòe, Ngụy Hồng Phúc nói như thế rõ ràng là muốn bán nhân tình cho Lý Vân Tiêu. Xem ra kế tiếp là có chuyện cầu Lý Vân Tiêu, nhưng không biết là chuyện gì. Nếu như là nàng thì nhất định không vội đáp ứng. Trái đẩy phải gõ sau đó định đoạt cũng không muộn. Lý Vân Tiêu làm sao không biết đạo lý kia, nhưng mà trong lòng hắn cười lạnh không thôi, đừng nói để bạt Ân Chiêu Dương làm lâu chủ, cho dù cho hắn trưởng quản Nam Vực cũng mơ tưởng muốn mình thiếu nhân tình, lúc này lập lờ nước đôi cười nói. Ân trưởng lão, thật sự thực lực không tầm thường. Ngụy Hồng Phúc khẽ giật mình, lời này nói hàm hàm hồ hồ, làm cho hắn không biết làm sao. Hắn vẻ mặt buồn bực, tiểu tử này mới bao nhiêu tuổi. Vì sao lại lão luyện như vậy? Ninh Linh Nhi cũng kinh ngạc nhìn qua Lý Vân Tiêu, trong mắt mang theo vui vẻ. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Nhưng mà, Ân trưởng lão xác thực đã cho tại hạ không ít trợ giúp. Vậy thì tốt rồi. Ngụy Hồng Phúc vỗ ba trưởng, cười to nói. Xem ra Ân Chiêu Dương có ánh mắt tốt hơn Cam Đức Minh, đây là chuyện cực kỳ trọng yếu với lâu chủ. Như vậy hắn nhất định là lâu chủ phân bộ Hỏa Ô đế quốc. Ha ha. Lý Vân Tiêu khẽ cười một tiếng không nói, tiếp tục chậm rãi thưởng thức trà. Trong lúc nhất thời không ai nói chuyện, hào khí xấu hổ. Ngụy Hồng Phúc vẻ mặt khổ sở, tiểu tử ngươi nói một câu, hắn ứng phó một câu, hoàn toàn là lão hồ ly, gõ không ra nửa điểm chỗ tốt, đành phải đi thẳng vào chủ đề nói. Vân Tiêu thành chủ, nghe nói ngươi mang hơn ngàn khối tinh thạch danh ngạch đưa cho Thiên Nguyên Thương Hội tiến hành đấu giá. Ân, Lý Vân Tiêu nhíu mày. Nhíu mày lại, nói. Như thế nào, có gì không ổn? Ninh Linh Nhi cũng nhíu mày, dường như hiểu cái gì đó, thần sắc của hắn trầm xuống. Hai tay Ngụy Hồng Phúc trà sát vào nhau, cười nói. Hơn 1.000 danh ngạch tiến vào Tu Di Sơn, hắc hắc, khối bánh ngọt này thật quá lớn. Tuy người tham gia đều là người Hỏa Ô đế quốc, nhưng ta dám khẳng định sẽ có rất nhiều tinh thạch chạy ra ngoài, không chỉ có người hai đế quốc khác. Thậm chí còn có thiếu niên thiên tài trong ba vực khác lẫn vào trong. Hắn nhẹ nhàng uống hớp trà, nhìn chằm chằm vào Đinh Linh Nhi, lạnh nhạt nói. Lần đấu giá này chắc chắn sẽ oanh động cả Nam vực, có lẽ sẽ hấp dẫn ánh mắt của những siêu cấp thế lực trên đại lục. Tràng diện này, Đinh Tiểu Thư một người trấn được sao? Trên mặt Đinh Linh Nhi mang theo vẻ tức giận, hừ lạnh nói. Vấn đề này ta đã cân nhắc qua, nhưng Thánh vực đã có thiết luật bày ra ở đó. Ba vực còn lại làm việc cũng chỉ có thể lén lút, không dám ngang nhiên tới đây. Nàng ngạo nghễ cười lạnh nói. Tuy Thiên Nguyên Thương Hội đã không so được với lúc trước, nhưng lạc đà chết gầy cũng lớn hơn ngựa, một hồi đấu giá như thế mà đỡ không nổi.
Ngụy đại nhân cũng không tránh quá xem thường thương hội của ta rồi. Ha ha, Đinh tiểu thư đừng kích động. Ngụy Hồng Phúc chậm rãi giải thích, nói. Ta cũng không có xem thường quý thương hội, nhưng mà lực lượng chủ yếu của quý thương hội không ở Nam Vực. Lực lượng trong tay Đinh tiểu thư phi thường có hạn, mặc dù hiện tại triệu tập cũng đã không kịp. Nếu như lúc đấu giá có sai lầm gì, không chỉ Vân Tiêu thành chủ tổn thất cực lớn. Hơn nữa với Thiên Nguyên thương hội tràn ngập nguy cơ mà nói, đây là đả kích khó có thể thừa nhận. Đến lúc đó Thiên Nguyên thương hội gầy yếu sẽ bại lộ trong mắt của các thế lực khác. Sắc mặt Đinh Linh Nhi biến hóa, trong mắt thật sự hơi dễ dụa. Lần đấu giá này không hề nghi ngờ là một cơ hội cực lớn, một lần nữa biểu hiện thực lực của Thiên Nguyên thương hội ra cho các thế lực khác thấy. Nhưng nếu thất bại, kết quả của nó nàng không dám thừa nhận. Thời điểm Lý Vân Tiêu mang cơ hội đấu giá lần này đưa tới trước mặt của nàng, nàng hạnh phúc muốn ngất đi. Nhưng một loạt vấn đề cũng lập tức hiện ra trong đầu của nàng, trước tiên truyền tin trở về tổng bộ Thiên Nguyên thương hội, yêu cầu phái cao thủ đến trợ giúp, bằng không tới lúc đó không thể trấn trụ tràng diện. Nhưng đúng như Ngụy Hồng Phúc đã nói, hiện tại đã tới không kịp. Sợ cao thủ Thiên Nguyên thương hội đi tới thì đấu giá hội đã bắt đầu. Hiện tại cả thành Viêm Vũ đã bị ba đại thế lực bố trí kết giới phong tỏa, tất cả mọi người hội tụ tại thành Thượng Dương, khắp nơi là ngư long hỗn tạp. Nếu không phải hôm nay phát hiện ra Ngụy Hồng Phúc, nàng cũng không biết người Mạn Đa thương hội đã tới. Cân nhắc ra, có lẽ đệ tử các thương minh khác cũng đã tới, đến lúc đó bọn họ ước gì Thiên Nguyên thương hội xấu mặt, thậm chí sẽ cản trở. Nghĩ vậy, Đinh Linh Nhi càng lo lắng. Ngụy Hồng Phúc xem thấu lo lắng của nàng, trong nội tâm mừng thầm, lập tức rèn sắt khi còn nóng nói. Nếu như Đinh tiểu thư cùng Vạn Bảo Lâu chúng ta chủ trì lần đầu giá hội này, vậy thì khác. Không chỉ không xuất hiện vấn đề, hơn nữa có thể truyền tín hiệu ra cho người khác, làm cho các thế lực khác cho rằng Thiên Nguyên thương hội có ăn ý nhất định với Vạn Bảo Lâu thương hội. Đối với quý thương hội mà nói, đây là chỗ tốt lớn lao. Trên mặt Đinh Linh Nhi tràn đầy vẻ dãy dụa, nội tâm do dự bất định. Tuy hợp tác với Vạn Bảo Lâu có rất nhiều chỗ tốt, nhưng mà tai hại cũng thật lớn. Nàng lúc này không cách nào quyết định chủ ý, có chút xin giúp đỡ nhìn qua Lý Vân Tiêu, muốn nghe ý kiến của hắn. Nhưng nghĩ lại, nội tâm lại khẽ cười khổ, Lý Vân Tiêu chỉ là thiếu niên thiên tài, trên võ đạo kinh tài tuyệt diễm. Loại chuyện sinh ý này và các thế lực lục đục với nhau, hắn là thiếu niên 15 tuổi làm sao biết được chuyện này, khẽ lắc đầu. Lý Vân Tiêu thấy thần sắc của nàng dãy dụa, lập tức cười nói. Như vậy rất tốt, nhiều ra mấy thế lực hợp tác càng ổn thỏa nha. Đinh Linh Nhi cười khổ một tiếng, nội tâm thầm nghĩ, quả nhiên, tiểu tử ngốc này chỉ biết tu luyện, chuyện này làm sao đơn giản như vậy. Ngụy Hồng Phúc lập tức tươi cười như hoa, vui vẻ nói. Ha ha, Vân Tiêu thành chủ nói không sai, hợp tác cùng có lợi, phân ra thì có hại. Ha ha, Lý Vân Tiêu cũng cười vài câu, tươi cười trên mặt thu liếm, bình tĩnh nói ra. Nhưng mà hợp tác thì hợp tác, chủ yếu và thứ yếu vẫn phải phân rõ ràng. Đấu giá hội lần này dùng Thiên Nguyên thương hội làm chủ, Vạn Bảo Lâu các ngươi làm phụ, điểm ấy nhất định phải rõ ràng. Trong lòng Đinh Linh Nhi nhảy dựng, giật mình nhìn qua Lý Vân Tiêu, trong mắt toát ra vẻ cảm động. Đây chính là điểm nàng xoắn suýt nhất, nếu hợp tác thì tất nhiên sẽ lấy Vạn Bảo Lâu làm chủ, đến lúc đó Thiên Nguyên thương hội biến thành phụ thuộc, trong mắt của người khác nhìn vào sẽ khác đi, nhưng nếu để Vạn Bảo Lâu sắp xếp thứ hai, Ngụy Hồng Phúc cho dù như thế nào cũng không đồng ý. Quả nhiên, Ngụy Hồng Phúc nghe xong thì lập tức giật mình lắc đầu liên tục nói. Cái gì, không có khả năng, tuyệt đối không thể nào. Vạn Bảo Lâu của ta đứng đầu trong 7 thương minh, làm sao có thể xếp thứ ai? Lý Vân Tiêu mỉm cười, không nhanh không chậm nói. Yên tâm đi, lần đấu giá này nếu như Vạn Bảo Lâu muốn nhúng tay vào, ta sẽ không để cho các ngươi đứng thứ hai. Ân, vậy ngươi ý là... Ngụy Hồng Phúc nghe xong sửng sốt. Đinh Linh Nhi vẻ mặt vẻ nghi hoặc. Lý Vân Tiêu nói ra từng chữ. Là đứng thứ ba. Hắn nhìn qua hai người há to miệng không khép lại được, nói. Nghe ngươi vừa rồi nói như vậy, ta đúng là sợ làm hư chuyện. Cho nên ta ý định thỉnh Bách Lý Đại Sư vận dụng thực lực thuật luyện sư công hội tham dự, phụ tá Thiên Nguyên thương hội. Nếu như Vạn Bảo Lâu cũng có mục đích này, ta tự nhiên vô cùng hoan nghênh. Cái này, Ngụy Hồng Phúc triệt để ngây ngốc. Không thể ngờ phức tạp như thế, chính mình nói cả buổi vậy mà đưa quái vật khổng lồ thuật luyện sư công hội đi vào.
Tuy Vạn Bảo Lâu ở trên đại lục thuộc về tồn tại cường đại, nhưng so với thuật luyện sư công hội thì không cùng cấp bậc. Hắn không vui nói. Thuật luyện sư công hội là tồn tại siêu nhiên, sao có thể tham gia loại đấu giá hội này? Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười cười, thản nhiên nói. Điểm ấy Ngụy đại nhân không cần lo lắng, ngươi chỉ cần cân nhắc Vạn Bảo Lâu có nguyện ý đứng thứ ba hay không, đến tham dự chủ trì lần đấu giá này. Trong lòng Đinh Linh Nhi đại động, kích động khó nói lên lời. Nàng biết rõ Lý Vân Tiêu có quan hệ thần bí với thuật luyện sư công hội, nhưng không nghĩ tới vậy mà có thể thỉnh động Bách Lý Công Cẩn. Bách Lý Công Cẩn chính là lục giai thuật luyện sư, địa vị tôn quý, đừng nói thuật luyện sư công hội bản thân vô cùng cường đại, cho dù chỉ có Bách Lý Công Cẩn tỏa chấn cũng đủ chấn nhiếp bọn đạo trích. Ngụy Hồng Phúc thiếu kiên nhẫn, không thể tin nói. Cho dù thuật luyện sư công hội chịu ra tay, dùng thực lực của bọn họ đủ sức đảm đương chức đương ra đấu giá lần này, sao có thể đứng thứ hai? Lý Vân Tiêu chậm rãi cười nói. Ngụy đại nhân không cần tự nhiễu, ta đã nói ra thì có nắm chắc. Ngụy Hồng Phúc lúc này triệt để trầm mặc, nếu đồng ý, đối với sinh ý Vạn Bảo Lâu tất nhiên có tổn hại. Lý Vân Tiêu đoán ra tâm tư của hắn, cười nói. Ngụy đại nhân suy nghĩ chuyện tổn hại sao, danh vọng của Vạn Bảo Lâu như mặt trời ban trưa, sao chỉ vì chuyện nhỏ này mà bị ảnh hưởng chứ? Huống chi thuật luyện sư công hội cũng tham dự vào, các ngươi xếp hạng phía sau cũng không mất mặt. Mà chỗ tốt là rõ ràng, đại lục tứ đại tiên cảnh Tu Di Sơn mở ra, vạn chúng chú mục, có Vạn Bảo Lâu gia nhập, cấp bậc đấu giá sẽ tăng lên đỉnh cấp. Hơn nữa lần này thuật luyện sư công hội cũng sẽ cung cấp không ít đan dược và huyền khí cường đại đấu giá. Ngụy Hồng Phúc cùng Đinh Linh Nhi đều ăn cả kinh, Ngụy Hồng Phúc không thể tin được nói. Thuật luyện sư công hội cũng cung cấp chân phẩm tiến hành đấu giá. Tin tức Vân Tiêu thành chủ nói là thật hay giả? Lý Vân Tiêu tự tin gật gật đầu, Bách Lý Công Cẩn đám người kia còn đang lo lắng thiếu nguyên thạch để mua vũ khí cùng Huyễn Ba Thiên Kinh Quyết, lần đấu giá này bọn họ cầu còn không được. Ngụy Hồng Phúc ngây ngốc, tùy cơ hội cười ha hả, nói. Ha ha, Vân Tiêu thành chủ quả nhiên bổn sự thông thiên, thuật luyện sư công hội cũng có thể mời vào. Tốt, Vạn Bảo Lâu sẽ tham gia lần này. Ninh Linh Nhi vui mừng quá đỗi, không thể ngờ vấn đề lo lắng từ lâu đã được giải quyết viên mãn. Có thuật luyện sư công hội và Vạn Bảo Lâu tỏa chấn, đừng nói tại Nam Vực, cho dù phóng nhãn cả thiên hạ cũng không có ai dám nháo sự. Ngụy Hồng Phúc cũng không hề so đo quá nhiều, Vạn Bảo Lâu danh vọng như mặt trời ban trưa, cũng không thèm để ý những chuyện cực nhỏ này. Huống hồ nhiệm vụ của hắn là giữ gìn lợi ích của Vạn Bảo Lâu tại Nam Vực lần này, ban ơn lấy lòng cho Lý Vân Tiêu cùng Đinh Linh Nhi cũng tốt. Đặc biệt là Lý Vân Tiêu, trước khi hắn lên đường. Người trưởng quản Nam Vực đã bảo hắn chú ý tới người này, hơn nữa còn dặn đi dặn lại không được đắc tội kẻ này, nguyên nhân cụ thể không để lộ ra. Có thể ở trên Quỳnh Hoa Đảo lực bại nhiều cường giả, đoạt hơn một nửa tinh thạch danh ngạch. Lại có thể điều động lực lượng thuật luyện sư công hội, bối cảnh sau lưng hắn sao có thể đơn giản được. Ngụy Hồng Phúc cũng là người kinh doanh, cáo già, chuyện không nên hỏi sẽ không hỏi. Ba người tiếp tục nói chuyện phiếm, trò chuyện với nhau thật vui. Giờ phút này Thành Viêm Vũ đã bị tam đại thế lực giới nghiêm, sau đó bố trí cấm chế, áp chế tu vị võ giả. Để tránh Tu Di Sơn mở ra sẽ gây ra lộn xộn không cách nào khống chế. Ba ngày sau, đại trận bố trí xong, Thành Viêm Vũ bắt đầu mở ra, rất nhiều thế lực bắt đầu tiến vào trong. Làm cho tất cả mọi người giận không kềm được là, phí vào thành Thành Viêm Vũ được thiết lập. Phàm là người vào thành, cho dù nam nữ lão ấu cứ tính theo đầu người. 100 vạn trung phẩm nguyên thạch một đầu. Hơn nữa tọa trấn thu phí là ba gã cường giả Vũ Tông, Tiêu Khinh Vương, Năng Phi Trần và Tiễn Đa Đa. Còn có 3.000 tên võ giả xếp hàng ở cửa thành, giữ gìn các loại trật tự. Thực lực của tất cả mọi người bị cấm chế của ba thế lực khống chế giảm xuống, thời điểm này ưu thế nhiều người đã trở nên rõ ràng. Hơn nữa cũng bị áp chế, cường giả Vũ Tông vẫn mạnh hơn kẻ khác một bậc. Tại Phủ Thành Chủ, trong một gian mật thất, Lý Vân Tiêu ngồi xếp bằng, tâm thần thu liễm. Hắn lập tức cảm nhận được chân khí trong người chấn động cực kỳ chậm chạp, hơn nữa lúc đứt lúc nối, thực lực giảm lớn. Cửu cung vô trần trận sao? Lý Vân Tiêu thì thào lẩm bẩm, hắn giữ vững tinh thần, hồn lực bàng bạc từ trong người tuôn ra ngoài, từ mi tâm khuyết tán ra chung quanh, lúc này lan tràn ra trên không thành Viêm Vũ. Hồn lực của hắn vô cùng tinh thuần, giống như sóng lớn nhộn nhạo,
nhất cử nhất động cả thành Viêm Vũ đều nằm trong sự cảm giác của hắn, cửu cung vô trần trận trận thế lập tức hiển lộ không thể nghi ngờ. Hoàng Trung Cung, Tiên Lữ Cung, Chính Cung, Nam Lữ Cung. Mắt trận nằm ở đâu? Lý Vân Tiêu nhanh chóng trải vuốt lấy trận thế cửu cung vô trần trận, hắn cân nhắc một hồi, nếu có thể phá vỡ nó, hắn có thể trực tiếp thu cho mình dùng. Hơn nữa tại bốn phía thành Viêm Vũ còn có Thái Hư Thiên Đô bảo trận cùng Đại Nhật Kim Quang kiếm trận do hắn bố trí, hắn đã sớm thi pháp giấu kín đi. Cả hai tòa trận pháp này linh khí không đủ, uy lực phát huy ra không được một phần vạn. Lần này ba đại phái vì Tu Di Sơn đã bố trí cửu cung vô trần trận, đây là hạ vốn gốc, dùng rất nhiều nguyên thạch tăng cường linh khí cho thành Viêm Vũ lên nhiều. Mà làm cho ba đại phái không thể ngờ rằng, những này nguyên khí này trực tiếp bị Thái Hư Thiên Đô Thiên Trận cùng Đại Nhật Kim Quang kiếm trận hấp thu hơn phân nửa, trực tiếp tăng đẳng cấp cho hai trận này lên. Nhưng mà trước mắt Lý Vân Tiêu còn không dám bộc lộ hai trận này ra, nếu không bị người tinh thông trận pháp nhìn thấy, tất nhiên đưa tới mối họa vô cùng. Hai tòa đại trận này là hộ sơn đại trận cực kỳ cường đại, mặc dù là cả Nam vực cũng là tồn tại cường đại. Nếu có thể nhận lấy cửu cung vô trần trận này, trước khi linh khí thành Viêm Vũ hao hết sạch cũng phòng thủ kiên cố. Kim quang trong mi tâm Lý Vân Tiêu chớp động, linh hồn chi lực không ngừng suy diễn trận pháp trong ngàn dặm, cũng không biết qua bao lâu. Trong lúc này đôi mắt của hắn chấn động, một đạo kim quang từ mi tâm của hắn bắn ra ngoài. Thương Đô Cung. Trên bầu trời mênh mông, một đồ hình ẩn nấp đang không ngừng chìm nổi trong trận pháp. Định nhãn nhìn lại, đúng là một cái gương, phía trên tỏa ra hào quang làm cho tâm thần người ta chấn động. Thì ra mắt trận ở nơi này, xem ta thu bảo kính đây. Hồn lực bàng bạc lập tức hiện ra, ngưng tụ thành thân ảnh Lý Vân Tiêu, đi nhanh về phía cái bảo kính kia. Bảo kính dường như đã có linh tính, nó hơi phát giác, bắn một đạo kim quang về phía Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu vung tay lên, hơn 10 đạo khoa đầu văn màu vàng từ trong tay bay ra ngoài, lập tức chôn vùi kim quang, bay thẳng về phía bảo kính. Bảo kính rất có linh tính, dường như phát giác được tình cảnh không đúng, vội vàng phát ra âm thanh vù vù cầu cứu, lúc này từng đạo kim quang bắn lên không trung, trực tiếp tiến vào mặt kính, biến mất vô ảnh vô tung. Bảo kính giãy giụa run rẩy lên, linh hồn hiện ảnh của Lý Vân Tiêu không ngừng đánh ra các loại linh quyết, trấn áp bảo kính. Cũng không biết qua bao lâu, bảo kính trở nên tươi sáng hơn, ở mặt ngoài bảo kính có đồ án khoa đầu văn tạo thành, như ẩn như hiện, thần thức của hắn cảm nhận rõ ràng. Sốt cục thành lập liên hệ. Lý Vân Tiêu đại hỉ nói. Ta phải nhìn xem bảo kính này là cấp bậc gì. Người nào dám phá hư trận pháp, muốn chết. Ngay vào lúc Lý Vân Tiêu đang muốn tiến lên quan sát bảo kính, một tiếng quát chói tai vang lên, tiến thẳng vào trong thức hải của hắn. Lý Vân Tiêu biến sắc, mục đích của hắn đã đạt thành, không tiếp tục lưu luyến. Sợ bị người ta nhìn thấy bộ dáng của bản thân, linh hồn hiện ảnh lập tức hóa thành một đầu long hình lui ra khỏi trận thế. Muốn chạy trốn, lưu lại cho ta. Giọng nói kia lại vang lên lần nữa, từng âm thanh trực tiếp rót vào trong linh hồn, công kích thần thức. Dĩ nhiên là linh hồn công kích chi pháp, không thể ngờ trong ba đại môn phái vẫn có người tài ba. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười cười, loại thủ đoạn này mặc dù có chút cường hãn, nhưng trong mắt hắn vẫn không là gì. Hóa thành long hình ngâm vang, lập tức đánh tan công kích thần thức, trực tiếp chặt đứt thần thức của đối phương, nhanh chóng bỏ trốn. Chi, lại là linh hồn hiện ảnh. Giọng nói khiếp sợ vang lên không trung, mang theo khiếp sợ. Rất nhanh. Hai thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại mắt trận, cảm thụ hồn lực chấn động còn sót lại, trong mắt hai người dày kinh ngạc. Hai người đều mặc áo khoác vàng, một cao một thấp, đều là gương mặt vô cùng tang thương, đôi mắt thâm thúy mang theo kinh hãi. Người cao lập tức đánh ra vài đạo ấn quyết, bắn vào trong bảo kính. Bên trong bảo kính bắn ra kim quang sáng ngời, không ngừng lưu chuyển. Qua một hồi, người cao sắc mặt nghi hoặc, cao mày đánh ra mấy đạo ấn quyết. Dường như không có bất kỳ phát hiện nào, lúc này mới thở ra một hơi. Lưu sư huynh, như thế nào? Người thấp khẩn trương hỏi. Người cao trầm tư một lát, chậm rãi nói ra. Không có phát hiện vấn đề, nhưng thực lực người vừa rồi rất mạnh, dường như không dưới ta và ngươi, không có khả năng không động tay chân gì đó. Người thấp lãnh đạm nói. Có thể mang hồn lực biến hình, sao có thể là hạng người vô danh? Có lẽ chỉ vừa đến. Hành tung bạo lộ thì biết không thể làm gì, cho nên nhanh chóng rời đi. Người cao gật đầu, nói. Có lẽ như thế,
Nếu không, hắn làm gì đó trên thái âm bảo kính mà chúng ta còn không phát giác ra, vậy thì quá kinh khủng. Hoặc là có thủ đoạn giấu kín cực mạnh, hoặc là có kinh văn pháp quyết kinh người, nếu không bằng vào thực lực của ta và ngươi không có đạo lý không cảm giác ra được. Lý Vân Tiêu trong mật thất phủ thành chủ, trong giây lát mở mắt ra, tinh mang chớp động không thôi. Khí thế trên người của hắn bộc phát ra, thực lực lục tinh vũ quân không bị trận pháp ảnh hưởng, phát huy 10 thành thực lực. Hắn lúc này đang tươi cười thoải mái, đang định đứng dậy thì lại nhướng mày, trong đôi mắt hiện lên một tia tàn khốc, hừ lạnh nói. Muốn chết. Sau một khắc thân ảnh của hắn tiêu tán, trực tiếp xuất hiện ở cửa thành, lạnh lùng nhìn qua phía dưới. Một gã đệ tử thế gia chửi ầm lên, giá tiền này cơ hồ tương đương với một kiện ngũ giai huyền khí. Tiêu Khinh Vương ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, trực tiếp lười biếng nói. Không có tiến cút ngay, vị kế tiếp. Ngươi, các ngươi cũng quá phận, ở đây có ai không phải thiên chi kiêu tử, còn có võ đạo tiền bối. Thành Viêm Vũ của các ngươi thành lập mới bao lâu, thật không ngờ lại tùy ý làm càn, căn bản không đặt tất cả chúng ta vào mắt. Tên đệ tử này tức giận sắc mặt tái nhợt, lớn tiếng kêu gào, muốn kích thích mọi người công phẫn. Lần này quả nhiên có tác dụng, dù sao 100 vạn trung phẩm nguyên thạch quá mức buồn nôn, ai cũng không cam tâm tình nguyện, nhao nhao hưởng ứng, chửi ầm lên. Tiêu Khinh Vương nhướng mày, nhìn qua hai người khác, ba người lập tức thần sắc trở nên âm lãnh, khí thế trên người bộc phát. Lý Vân Tiêu lúc trước bàn giao, chỉ để ý lấy tiền, có phản kháng trực tiếp giết là được. Đánh không lại hắn sẽ có cứu binh, hắn sẽ tới trước tiên. Đối với mệnh lệnh này, tuy ba người cảm thấy rất chóng mặt, nhưng vẫn chấp hành nghiêm chỉnh. Lúc này 3.000 võ giả đã hành động, trong khoảnh khắc vây quanh nơi đây, vẻ mặt đầy dữ tợn, đang chờ Tiêu Khinh Vương hạ lệnh. Tiêu Khinh Vương giết người vô số, tự nhiên sẽ không nương tay, đang muốn hạ lệnh thì đột nhiên trên bầu trời có tấm bia đá, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Giống như thiên thạch rơi xuống mặt đất, áp thẳng vào tên đệ tử thế gia kia. Mọi người nhao nhao kinh hãi, không thể ngờ trong trường hợp này còn có kẻ dám ra tay giết người, hoảng sợ kịch liệt thối lui. Tên đệ tử nháo sự kia định trốn, nhưng trên người bị lực lượng gì đó tập trung, căn bản không cách nào nhúc nhích mảy may, nhìn thấy tấm bia đá rơi thẳng xuống, ánh mắt lộ ra sợ hãi vẻ tuyệt vọng, hét lớn. Đừng, đừng giết ta, cứu mạng, cứu ta. Oanh! Không hề lo lắng, tấm bia đá đè xuống đất, tên đệ tử kia bị ép vào bên dưới, sợ là đã phấn thân toái cốt. Tấm bia đá cổ xưa có văn tự lưu truyền, giống như mộ bia của tên đệ tử kia, nhìn qua mà giật mình. Thân ảnh Lý Vân Tiêu xuất hiện trên đầu tường, lạnh giọng nói. Không có tiền thì cút, kẻ nháo sự ác ý phải chết. Chi? Mọi người chỉ cảm thấy hàn khí xông lên đầu, cơ tất cả thế lực Nam vực đều tiến vào thành Viêm Vũ. Loại trang diện lớn này, vậy mà không nói gì trực tiếp ra tay đánh chết người, hắn sẽ không sợ sinh ra bạo động sao? Tất cả mọi người trên trán đổ mồ hôi lạnh. Tiêu Khinh Vương ba người cũng là ngạc nhiên không thôi, trong nội tâm phát lạnh. Lý Vân Tiêu cho bọn họ cảm giác càng ngày càng không thấu, sát phạt quả quyết, thủ đoạn lôi đình. Lý Vân Tiêu nhìn thấy mọi người sợ hãi, lãnh đạm nói. Trong lòng các ngươi khẳng định không phục, ta hiểu. Nhưng đây là mệnh lệnh do ba đại tông phái ban ra, bất luận kẻ nào ở trong thời kỳ này nháo sự tại thành Viêm Vũ, giết không tha. Ta chỉ chấp hành mệnh lệnh của ba đại phái mà thôi, có nghi vấn, thỉnh chư vị tìm ba đại môn phái cố vấn đi. Trời à! Trong nội tâm của mọi người hiện tại mắng chửi không thôi, vậy mà mang ba đại phái ra làm tấm chắn cho mình, nhưng không ai dám nói thêm cái gì nữa. Rốt cục có một gã vũ hoàng giận dữ, quát. Giữ gìn nội thành trật tự là đương nhiên, nhưng tiểu tử ngươi cầm lông gà làm lệnh tiễn, một mình thiết lập thu phí cao như vậy là không đúng. Ánh mắt Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn lại, khẽ nói. Cầm lông gà làm lệnh tiễn, rất tốt, ý ngươi nói mệnh lệnh của ba đại phái là lông gà. Ý của ngươi ta sẽ truyền đạt cho cao nhân của ba đại phái. Tên cường giả vũ hoàng nội tâm chấn động mạnh mẽ, mồ hôi lạnh đầm đìa. Tụ Thiên Tông, Thiên Hạc Các. Độn Thế Cốc là ba đại phái đại biểu cho thế lực Nam vực, tại Nam vực pháp lệnh như núi. Huống chi ba phái cộng đồng hạ pháp lệnh, loại chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nhưng nếu ba phái thật sự tích cực, vậy cũng không có quả ngon cho hắn ăn. Lập tức nói quanh co muốn giải thích. Nhưng Lý Vân Tiêu lại lười để ý đến hắn, cười lạnh nói. Cơm có thể ăn bậy nhiều lắm là chết một người.
Lời nói không thể nói lung tung, nói sai có khả năng chết cả nhà. Hy vọng mọi người nói chuyện làm việc nên suy nghĩ nhiều, Thành Viêm Vũ là địa bàn của ta, lão tử một người nói tính toán, cho dù ngươi là nhân vật cái thế, nhưng tới đây cũng phải thành thành thật thật nằm xuống cho lão tử. Không muốn nằm xuống, hoặc là xéo đi, hoặc là ta ra tay phanh thây. Tất cả mọi người kinh hãi không thôi, loại cuồng vọng này nói không nên lời, cho dù là ba đại phái cũng không dám nói a. Đây không phải đắc tội tất cả mọi người sao? Hắn rốt cuộc có lực lượng gì mà hung hăng càn quấy như thế? Ha ha, đã nói. Khí phách. Tiễn Đa Đa nhìn không được tán thưởng, loại khí phách uy vũ này ngay cả hắn cũng không dám nói ra khỏi miệng. Lý Vân Tiêu nhàn nhạt nhìn vào mắt, nói. Chư vị tiếp tục, đấu giá hội sắp bắt đầu, quá thời hạn không đợi. Hắn ném những lời này sau đó biến mất ở đầu tường, khối giới thần bi cũng lóe lên rồi biến mất. Trong nơi này chỉ có một cái vực sâu làm cho tâm thần người ta bị chấn nhiếp, rét run không dám nói gì. Tu Di Sơn hai ngày sau sẽ mở ra, hiện tại dám tới đây tham gia đều là thế lực lớn, nhao nhao vội vàng móc nguyên thạch ra, sợ bỏ qua đấu giá này thì khóc không ra nước mắt. Lý Vân Tiêu đứng trên đầu tường Thành Viêm Vũ nhìn xuống, đang muốn ly khai, đột nhiên trong nội tâm hơi động một chút, chỉ thấy sau lưng có người xuất hiện. Ngươi làm sao có thể không bị trận pháp chế ước? Ngươi làm như thế nào đến? Người nọ rốt cục nhìn không được mở miệng hỏi, giọng nói vô cùng thanh thúy, lộ ra ngữ khí khó tin. Lý Vân Tiêu quay người nhìn qua người tới, cười nói. Tân Điện Hạ, ta với ngươi rất quen nhau sao? Tại sao phải nói cho ngươi biết? Người nọ chính là Tân Như Ngọc, Lý Vân Tiêu vừa mới ra tay hắn thấy rõ, dường như cũng không bị cấm chế chế ước, có thể tùy thời vận chuyển chân khí, cho nên nghi hoặc hỏi ra. Ai biết lại bị Lý Vân Tiêu chống đối, lập tức giận giữ sắc mặt tái nhợt, tức giận nói. Chuyện này bỏ đi, ta hỏi ngươi, Nhạc Cửu Lâm đi đâu? Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn qua hắn, nói. Nhạc Cửu Lâm không phải chó của ngươi sao? Chó của ngươi biến mất liên quan gì tới ta? Nơi này là Thành Viêm Vũ, không phải thành Thượng Dương của ngươi, không tới phiên ngươi làm càn. Cái gì? Tân Như Ngọc không thể tin được lỗ tai của mình, hắn hoài nghi mình nghe lầm. Hắn ngạc nhiên nói. Ngươi dám nói như vậy với ta? Hắn là thái tử Hỏa Ô Đế Quốc, trong thiên hạ là vương thổ. Tại Hỏa Ô Đế Quốc này trừ mấy môn phái tuyệt cường như Tụ Thiên Tông ra, hắn chính là chí cao vô thượng, vạn người kính ngưỡng tồn. Bây giờ đối phương lại nói đây là Thành Viêm Vũ, không cho phép hắn làm càn. Thành Viêm Vũ cũng không phải thuộc quản lý của Hỏa Ô Đế Quốc sao? Hắn ngây ngốc, lập tức giận không kềm được. Trên người bắt đầu thả bạch quang ra, giống như từng viên minh châu khảm nạm trên thân thể, hào quang này chuyển động, dường như muốn kết nối với nhau, nhưng rốt cục chậm rãi nhạt xuống, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Trong mắt Lý Vân Tiêu mang theo vui vẻ, lạnh lùng nhìn hắn. Tân Như Ngọc thần sắc biến hóa, chân khí của hắn mới vận chuyển được một nửa đã bị lực lượng kỳ dị trên không trung chặt dứt. Nhưng hắn vẫn tỏa ra sát khí lưng lệ. Trong tay cầm một ngọc xích hóa thành kiếm quang chém thẳng vào Lý Vân Tiêu. Kiếm quang ra tay lúc kim quang đại thịnh, nhưng chém ra vẫn bị cửu cung vô trần trận ảnh hưởng, trở nên ảm đạm. Dừng lại. Lý Vân Tiêu khinh thường suy cười một tiếng, ngón tay điểm xuống, đạo ánh sáng màu xanh trực tiếp hiện ra, trực tiếp ngăn cản kiếm quang lại. Sau đó năm ngón tay của hắn như núi, vài đạo kiếm khí lăng không tạo ra, ngưng tụ trong tay tập trung vào Tân Như Ngọc, lãnh đạm nói. Ngươi có tin ta hiện tại không vui, liền giết ngươi. Tân Như Ngọc thật biến sắc, sợ hãi nói. Ngươi vậy mà không có bị trận pháp chế ước. Làm sao có thể, đây chính là trận pháp do hai vị trận đạo đại sự của Độn Thế Cốc bố trí a. Nhưng càng làm cho hắn kinh hồn táng đảm là, kiếm quang trong lòng bàn tay Lý Vân Tiêu mang cho hắn cảm giác vô cùng bá đạo, hơn nữa trong mắt của hắn là ánh mắt khinh thương thương sinh, lạnh lùng tới mức đáy lòng của hắn rét run. Hắn tin tưởng nếu đối phương thật sự không vui, thật sự sẽ ra tay giết hắn. Tuy suy nghĩ này quá khó tin, trên lý trí không cách nào tiếp nhận được, mình nói như thế nào cũng là Thái tử Điện Hạ Hỏa Ô Đế Quốc, thân phận vô cùng tôn quý. Hơn nữa sau lưng còn có bối cảnh Thiên Châu Môn cùng Tụ Thiên Tông. Nhưng hắn không biết vì cái gì, loại cảm giác này lại thập phần rõ ràng, làm cho hắn vững tin Lý Vân Tiêu nhất định nói được làm được, không chút nương tay giết hắn. Cả đời Tân Như Ngọc chưa bao giờ chịu thua, vào thời khắc này hắn thật sợ, cắn răng xanh mặt không nói. Rất tốt, rất nghe lời.
Lý Vân Tiêu khinh miệt thu hồi kiếm quang, lạnh giọng nói. Đừng tưởng rằng ngươi là thái tử, ở trước mặt ta ngươi chẳng là cái dễ hành gì cả. Huỳnh Dương Kiệt và Chu Ngọc Sơn chính là ví dụ tốt nhất, ta không hy vọng kẻ ngu xuẩn tiếp theo sẽ là ngươi. Hắn lạnh lùng nhìn qua Tân Như Ngọc sau đó quay người rời đi. Tân Như Ngọc đứng tại chỗ, cảm giác khuất nhục lớn lao xông lên đầu, tức giận đến mức mặt đen lại. Trong mắt Lý Vân Tiêu hắn chẳng là con trâu chấu nhỏ, căn bản chỉ là con trâu chấu đá loạn. Thẳng đến trận chiến Kim Ô Lôi Bệ Thần mới chính thức tiến vào mắt hắn, bị coi là đối thủ tiềm ẩn. Nhưng mà chỉ là tiềm ẩn mà thôi. Thế nhưng mà hiện tại Lý Vân Tiêu từ trên Quỳnh Hoa Đảo mang hơn phân nửa tinh thạch danh ngạch trở về, lập tức thành nhân vật số má đệ nhất nam vực ai ai cũng biết. Tân Như Ngọc lúc này mới cảm giác được cảm giác nguy cơ, cảm thấy Lý Vân Tiêu có lẽ là hắn lớn nhất đối thủ. Nhưng không nghĩ tới. Chính mình trong mắt hắn thì ra không tính là dễ hành gì cả. Thật giống như một phú ông trăm vạn vẫn xem thường một tên ăn mày, còn bất chợt châm chọc khiêu khích. Thời điểm này mới phát hiện thì ra tên ăn mày chính là phú ông ngàn vạn, hơn nữa căn bản không có xem hắn là thứ quan trọng gì, vẫn cảm thấy sự ưu việt trong suy nghĩ của mình. Loại cảm giác nhục nhã thất bại này làm cho Tân Như Ngọc vốn cao cao tại thượng, vô cùng cao quý xấu hổ và giận dữ khí huyết không thông, hắn phun một ngụm máu tươi. Hai mắt của hắn đỏ bừng, hắn hét to giận dữ. Lý Vân Tiêu, ngươi là dân đen hạ lưu lại dám miệt thị ta, thật đáng chết a hát. A hát, a hát, Tân Như Ngọc gào thét tự nhiên cũng truyền vào trong tai Lý Vân Tiêu, nhưng mà hắn chỉ cười xùy cho qua, đi thẳng tới đấu giá hội. Đấu giá hội dựng tạm thời trên địa chỉ ban đầu của Vạn Bảo Lâu Thương Hội, vận dụng mấy ngàn tên công nhân đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trong 3 ngày, quy mô còn lớn hơn lúc trước nhiều. Trong gian phòng khách quý, hội chủ đấu giá hội lần này do ba phương phụ trách, Đinh Linh Nhi, Bách Lý Công Cẩn cùng Ngụy Hồng Phúc đã sớm tụ tập trong phòng. Đấu giá hội to như thế đã hấp dẫn không ít người. Lý Vân Tiêu vừa tiến đến, ba người lập tức đình chỉ chủ đề, lộ ra vẻ tôn kính. Bách Lý Công Cẩn nói có ý khác. Vân Tiêu đại sư, vừa rồi Bách Lý ta cảm nhận được trên không trung và ở đầu thành có động tĩnh gì đó a. Trong nội tâm Lý Vân Tiêu khẽ giật mình, chuyện bên ngoài thành cũng không có sao cả. Về phần dị động trên không trung vừa rồi, quả nhiên không có tránh được thần thức của Bách Lý Công Cẩn. Đối phương chính là lục giai thuật luyện sư, hồn lực chỉ mạnh chứ không yếu hơn hắn. Ha ha, chỉ là một ít chuyện lông gà vỏ tỏi tiểu đà tiểu nháo mà thôi. Làm cho Bách Lý đại nhân quan tâm rồi. Lý Vân Tiêu tùy ý qua loa nói ra. Bách Lý Công Cẩn cũng vô cùng yêu quý tài hoa của Lý Vân Tiêu, khuyên nhủ nói. Vân Tiêu đại sư, người ở ngoài thành thiết chí phí tổn vào thành cao như vậy, hiện tại có thể giàu có nhất thời, nhưng mà lại chôn tai họa cho bản thân đấy. Đinh Linh Nhi cũng lo lắng nói. Vân Thiếu, người tới thành Viêm Vũ tham gia đấu giá không có ai là không phải người của thế lực lớn trong Hỏa Ô Đế Quốc, người thoáng cái đắc tội toàn bộ bọn họ, như vậy quá không có lý trí rồi. Trong mắt bọn họ xem ra, chỉ là một thành Viêm Vũ sao đủ chống lại nhiều thế lực của Hỏa Ô Đế Quốc, huống chi tất cả cũng không phải là người Hỏa Ô Đế Quốc, phần nhiều là thế lực ở nơi khác thẩm thấu vào, không cẩn thận sẽ rước họa vào thân. Ngụy Hồng Phúc biểu lộ xem náo nhiệt. Mở miệng cười nói. 100 vạn khối trung phẩm nguyên thạch là phí tiến vào đấu giá hội, nếu như không có tinh thạch mua đồ, oán khí này sẽ bạo phát, hắc hắc. Lý Vân Tiêu khoan thai nhìn hắn một cái, kinh ngạc nói. 100 vạn phí tiến vào đấu giá hội, không, đó là phí vào thành, tham gia đấu giá còn phải xuất ra thêm 100 vạn nữa. Cái gì? Ba người đều trực tiếp cả kinh cắn đầu lưỡi, đau tới mức run rẩy. Cả đám mở to mắt nhìn qua hắn. Lý Vân Tiêu vẫn điềm tĩnh cười một tiếng, liền phối hợp ngồi xuống, châm trà uống một mình. Bên ngoài thành Viêm Vũ trải qua giáo huấn bằng máu, tất cả mọi người đã trung thực. Không nói đến thực lực của mọi người bị trận pháp áp chế, đánh nhau sẽ có hại chịu thiệt. Cho dù không có hạn chế, bản thân mình tới vì tinh thạch danh ngạch, mà danh ngạch đang nằm trong tay của người ta, làm đối phương bực tức, không mua được tinh thạch thì càng đáng tiếc hơn. Cho nên một đám thành thành thật thật nhịn đau nhỏ máu xếp hàng vào thành. Nhưng phần oán hận này vùi sâu trong lòng, tự nghĩ về sau chắc chắn phải trả thù. Tiễn đa đa hô một tiếng, liền phốc đông một tiếng, một túi chữ vật ném lên mặt bàn. Hắn quen tay lấy xem, trong giây lát đồng tử co rút lại, hoảng sợ toàn thân chấn động. Chỉ thấy trong túi chữ vật là một đồng tiền bình thường,
cũng không có gì kỳ lạ quý hiếm, đúng là tiền bình thường lưu thông trên thiên vũ đại lục, nó còn là loại giá trị nhỏ nhất, là đồng tệ. Nhìn ấn ký đồng tệ trong túi chữ vật, toàn thân của hắn như bị kích thích thật lớn, không ngừng run rẩy, một tay đình trệ ở giữa không trung, không cách nào đặt xuống. Ha ha, đã lâu không gặp A Hát, thì ra là phế vật ngươi, một năm không gặp đã vội chạy tới Nam Vực làm chó giữ nhà cho người ta, bày quầy thu phí vào thành. Chậc chậc, thật có tiền đồ, ha ha ha. Chủ nhân túi chữ vật dùng ngữ khí trêu tức lạnh lùng mỉa mai. Tiễn Đa Đa cũng không có ngẩng đầu lên, nhưng mà nhìn xiêm y của chủ nhân túi chữ vật là sợi màu bạc, cũng thuê ấn ký trên đồng tệ. Ánh mắt hắn đã đỏ bừng, trong con người xuất hiện sát khí lăng lệ. Dường như nội tâm cực kỳ dãy giụa, sau một lúc mới thở ra. Hắn thu liếm cảm xúc của mình, đưa tay phải tới trước, lấy túi chữ vật tới, dùng ngữ khí bình tĩnh nói. Giao tiền, có thể lăn vào. Chủ nhân túi chữ vật đứng lại mấy hô hấp, hừ lạnh một tiếng sau đó đi vào nội thành, nhưng lời mỉa mai vẫn truyền tới. Người phế vật này, đời này cũng chỉ xứng làm chó giữ nhà mà thôi. Sát ý trong mắt Tiễn Đa Đa lóe lên rồi biến mất, khôi phục bộ dáng không hề bận tâm, tiếp tục làm việc thu tiền. Mà Tiêu Khinh Vương đứng cạnh nhìn toàn bộ quá trình vào trong mắt, khẽ nhíu mày lâm vào trầm tư. Ấn ký đồng tệ kia dường như đại biểu cho cái gì đó, hắn chỉ cảm thấy có ấn tượng, rồi lại nhất thời nhớ không ra làm sao. Hắn ân cần hỏi. Người nọ là ai, người không sao chứ? Tiễn Đa Đa lắc đầu, cười khổ nói. Hắn trước kia là ca của ta, hiện tại đã không phải rồi. Tiêu Khinh Vương tức cười, nhìn qua bộ dáng Tiễn Đa Đa dường như không muốn nhiều lời cũng không tiện hỏi tiếp. Lý Vân Tiêu ra tay giết người, tuy người vào thành phàn nàn rất nhiều, nhưng lại không có xảy ra bất cứ xung đột nào cả. Mấy vạn người nhanh chóng giao phí vào thành, thành thành Viêm Vũ vốn rộng lớn cũng trở nên chen chúc, toàn bộ tiến tới phòng đấu giá. Một trận chiến trên Quỳnh Hoa Đảo. Ba nước chỉ cho phép thế lực không được phân phối danh ngạch tham gia, mà lần đấu giá hội này không có hạn chế như thế, chỉ cần là người Hỏa Ô Đế quốc đều có thể tham gia. Hơn nữa tinh thạch danh ngạch cuối cùng chảy đi đâu không ai quản, cho nên rất nhiều người của Thiên Hương Đế quốc cùng Mộc Húc Đế quốc cũng vụng trộm lẻn vào. Làm cho tất cả mọi người tức giận thổ huyết là, thời điểm tiến vào phòng đấu giá vẫn phải giao 100 vạn trung phẩm nguyên thạch. Lần này thì có cường giả Vũ Hoàng Đoạn Việt tự mình tọa chấn. Hơn nữa bên người còn dựng giới thần bi chấn ở đó, dường như muốn lập uy. Tất cả mọi người sắc mặt âm trầm, giao nạp nguyên thạch với ánh mắt đầy oán độc. Tính toán sau khi Tu Di Sơn kết thúc, sẽ thu cả vốn lẫn lãi trở về. Hiện tại đang ở địa bàn người ta, thực lực lại bị hạn chế, tất cả chỉ giận mà không nói gì, cả đám tức giận đi vào phòng đấu giá, không có ai có sắc mặt tốt. Trong phòng khách quý, Bách Lý Công cần ba người đầu óc choáng váng. Bọn họ bắt đầu nghe Lý Vân Tiêu nói ra thì còn chưa quá tin tưởng, không nghĩ tới dĩ nhiên là thực. Tham gia đấu giá hội một lần đã giao 200 vạn khối trung phẩm nguyên thạch, đây chính là xảo trá người ta tới chết. Sau đó người ta không tìm ngươi liều mạng mới là lạ. Thần sắc Lý Vân Tiêu vẫn lạnh nhạt, dường như hắn thờ ơ với biểu lộ của mọi người. Nội tâm của hắn thập phần rõ ràng xảo trá không kiêng nể như thế sẽ có hậu quả gì, nhưng hắn càng hiểu rõ thế giới này càng chú ý dùng thực lực nói chuyện. Hắn hiện tại nắm giữ Cửu Cung Vô Trần trận, Thái Hư Thiên Đô Bảo trận cùng Đại Nhật Kim Quang kiếm trận, phòng ngự cả thành Viêm Vũ không dưới bất cứ thế lực siêu cấp nào tại Nam Vực. Hắn càng nắm chắc làm người nháo sự không thể còn sống đi ra. Huống hồ lần Tu Di Sơn mở ra này còn phải dựa vào rất nhiều nguyên thạch để mở hỏa chi vực giới ra, hơn nữa bằng vào linh khí trong Tu Di Sơn tẩm bổ, thực lực của tất cả mọi người sẽ tăng lên trên diện rộng. Hơn nữa chỉ cần nguyên khí dồi dào. Hắn còn có thể tăng đẳng cấp 3 trận pháp ở thành Viêm Vũ lên mấy đẳng cấp, đến lúc đó cho dù là Tụ Thiên Tông có tới, trong nhất thời nửa khắc cũng không thể phá vỡ. Huống hồ! Hắn mỉm cười nhìn qua ba người trong phòng khách quý, hiện tại Vạn Bảo Lâu, Thuật Luyện Sư Công Hội và Thiên Nguyên Thương Hội đều cột chung một chiếc thuyền. Đến lúc đó thành Viêm Vũ thật gặp chuyện không may, ba phương này không có khả năng bỏ mặc. Có ba hậu thuẫn này tồn tại, cả Nam Vực hắn đúng là không kiêng nể ai cả. Thần thức Bách Lý Công Cẩn cường đại nhất, cảm nhận được Lý Vân Tiêu vui vẻ, cảm giác cảm thấy toàn thân nổi da gà, cảm giác không tốt quanh quẩn trong lòng, nhưng lại không biết xảy ra chuyện gì. Hắn ho khan hai tiếng, nói. Vân Thiếu, người đã tới gần đủ rồi, có thể bắt đầu. Từ vào thành cho tới vào cửa đấu giá hội,
phí bỏ ra cao tới 200 vạn trung phẩm nguyên thạch, tuy làm đa số người thống hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà không cách nào ngăn cản bọn họ nhiệt tình với danh ngạch. Rất nhanh đấu giá hội sức chứa 2 vạn người đã bị nhét đầy. Hà Phong cùng Thủy Lạc Yên cũng ngồi yên trong một góc, nhìn qua tiêu chí Thiên Nguyên Thương Hội, Thuật Luyện Sư Công Hội cùng Vạn Bảo Lâu 3 đại thế lực ở trung tâm sảnh đấu giá, sắc mặt bắt đầu âm tình bất định. Hà trưởng lão, đấu giá hội này vì sao dùng Thiên Nguyên Thương Hội làm chủ? Thuật Luyện Sư Công Hội cùng Vạn Bảo Lâu rõ ràng đồng ý ở phía sau. Đúng là quái dị a. Trong mắt Thủy Lạc Yên lóe dị sắc, nghĩ tới Đinh Linh Nhi thì nàng ẩn ẩn tức giận. Dường như mỹ nữ với nhau có địch ý trời sinh. Hà Phong cười lạnh nói. Cũng không biết Thiên Nguyên Thương Hội trả giá lớn bao nhiêu, vậy mà mời được Thuật Luyện Sư Công Hội cùng Vạn Bảo Lâu giữ thể diện. Hừ, vậy thì thế nào, chỉ cần Thương Minh 2 lần không thể tiến vào thành viên ban trị sự, Thiên Nguyên Thương Hội sẽ biến thành lịch sử. Thủy Lạc Yên nói. Một năm trước sau trận chiến với nàng, cũng không biết hiện tại thực lực của nàng như thế nào. Ta dự tính trong Thương Minh có thể xếp trước 10 tên. Lần này Tu Di Sơn mở ra đối với nàng vô cùng trọng yếu, rất có thể mượn lần này tăng thực lực lên nhiều. Hừ, chẳng lẽ tự nàng tiến vào Tu Di Sơn sao? Nếu như ta không có đoán sai, lần này đệ tử Thương Minh có cơ hội tiến vào top 10 không ít. Hơn nữa đều là thế lực siêu cấp, đều không ngoại lệ sẽ tiến vào trong đó. Lần này đi Tu Di Sơn ngươi phải cẩn thận vạn phần, lấy an toàn làm đầu. Hà Phong cẩn thận dặn dò, Thủy Lạc Yên là hậu bối thiên tài của Mạn Đa Thương Hội, nếu như xảy ra chuyện gì, sau khi hắn trở về sẽ khó toàn mạng. Yên tâm đi, Hà trưởng lão, ta vừa vặn muốn biết một chút về những thiên tài 7 đại siêu cấp thế lực kia rốt cuộc là như thế nào. Trong mắt Thủy Lạc Yên hiện ra vẻ chờ mong, chiến ý ngưng tụ. Hà Phong nhíu mày, hắn dường như đã dự liệu lần đi Tu Di Sơn này sẽ không đơn giản. Giờ phút này trên ghế đấu giá hội đã có một lão giả, chính là người Mai gia chuyên xem xét các loại chân bảo. Đấu giá hội lần này do Thiên Nguyên Thương Hội và Thuật Luyện Sư Công Hội cùng Vạn Bảo Lâu tổ chức, do lão hủ chủ trì. Những lời này khiến rất nhiều người nghe nhướng mày, trong đó dường như ẩn chứa cái gì đó, đều cẩn thận suy nghĩ. Lão hủ họ Mai. Lão giả khẽ cười nói. Lần này é lấy 1083 khối tinh thạch danh ngạch tham gia Tu Di Sơn làm chủ. Còn có một chút chân phẩm của Thuật Luyện Sư Công Hội cùng Vạn Bảo Lâu cung cấp tiến hành đấu giá đan sen. Người trả giá cao được, quy củ ta không nói nhiều, lần đấu giá này bắt đầu. Hắn chỉ giới thiệu sơ lược hắn họ Mai như vậy là đủ. Cái dòng họ này trong phòng đấu giá chính là một thương hiệu chói mắt. Vì sinh động hào khí, kiện vật phẩm đấu giá đầu tiên chính là một quả tinh thạch danh ngạch. Không có hạn mức cao nhất, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn trung phẩm nguyên thạch. Mai lão tiên sinh xốc khay che lên, lập tức lộ ra một viên tinh thạch ẩn chứa phù lục kỳ quái, tản ra ánh sáng nhạt. Bản thân tinh thạch không ẩn chứa bao nhiêu ý nghĩa, nhưng lại làm tất cả mọi người chảy nước miếng. Đồ chơi này hơn 1.000 khối, một lần vậy mà đập một khối. Vậy thì phải đấu giá tới khi nào? Lập tức có người bất mãn phàn nàn, nhưng lúc này vẫn có người ra giá. 10 vạn trung phẩm nguyên thạch. Một gã đại hán nhướng mày, quát. Như vậy đập tới khi nào? 200 vạn trung phẩm nguyên thạch. Ngay cả phí tiến vào thành và vào đây đã tốn 200 vạn nguyên thạch, giá tiền tinh thạch sẽ không thấp hơn con số này. Giá cả rất nhanh đã tăng vọt lên cao hơn, nhưng hô giá chỉ là một ít âm thanh thưa thớt, dường như những thế lực lớn không có lo lắng. Dù sao mới là khối tinh thạch đầu tiên, bọn họ còn chưa để vào mắt. Tất cả đều giữ lại nguyên thạch chờ đại thủ bút. Cuối cùng khối tinh thạch danh ngạch đầu tiên dùng cái giá 430 vạn khối trung phẩm nguyên thạch thành giao, nam tử trẻ tuổi lấy được thì tâm tình kích động, vội vàng rời khỏi chỗ ngồi chạy lên bục. Hiển nhiên mục tiêu của hắn chỉ là một khối mà thôi, hiện tại đã được như nguyện, cũng không muốn ở chỗ này ở lâu. Mai lão tiên sinh cười nói. Lần đấu giá này sẽ rất đặc sắc, ta có dự cảm, lần đấu giá tổng danh ngạch sẽ là truyền thuyết cả đời của ta. Lão hủ cũng phi thường kích động. Kế tiếp bán 10 miếng tinh thạch, buộc chặt đấu giá, thỉnh chư vị lên giá. 10 miếng, chính là 1.000 vạn khối trung phẩm nguyên thạch. Lập tức đã có người kêu lên, 10 miếng cũng không phải số lượng nhỏ, lập tức không ít thế lực đã bắt đầu đấu giá. Hào khí trên đấu giá hội cũng trở nên khẩn trương lên. Trong phòng khách quý, mấy người lặng lặng nhìn qua tình cảnh đấu giá, Bách Lý Công cần nhìn không được nói ra.
Lần đấu giá này chỉ sợ Vân Tiêu đại sư sẽ trở thành đệ nhất phú ông của Nam Vực. Trong đầu Lý Vân Tiêu nhanh chóng tính toán số tinh thạch, đã sớm cười tươi như hoa, nói. Bách Lý đại sư nói thế là múa rìu qua mắt thợ, so với Vạn Bảo Lâu chấp trưởng cả Nam Vực, ta làm gì dám nói giàu nhất Nam Vực chứ? Ngụy đại nhân sợ rằng nội tâm đang cười lạnh đấy. Ngụy Hồng Phúc cười khổ nói. Vân Thiếu chê cười rồi. Đấu giá bực này, số lượng nguyên thạch to lớn, ta cũng cảm thấy kinh hãi. Sợ rằng những thế lực truyền thừa mấy ngàn năm tại Nam Vực này cũng không bằng. Nhưng mà bởi vì tài không lộ ra ngoài, lần này Vân Thiếu sợ rằng sẽ bị không ít người nhắm vào. Trong mắt Lý Vân Tiêu bắn ra thần sắc rét lạnh, không cho là đúng nói. Nếu như bọn chúng muốn tìm chết, ta không ngại thành toàn bọn chúng. Đầu năm nay muốn sống lâu dài không chỉ dựa vào thực lực, nhiều khi chết hoàn toàn là vì ngu xuẩn. Trong nội tâm Ngụy Hồng Phúc cổ quái, hắn thật sự không rõ ràng Lý Vân Tiêu có lực lượng tới từ nơi nào, nhưng nhìn bộ dáng của hắn cũng chẳng giống người lỗ mãng. Nhưng mà loại thực lực và khí độ này, trong đồng lứa đúng là ít người có được. Hắn đưa mắt nhìn Đinh Linh Nhi, lập tức lâm vào trầm tư. Bách Lý Công Cần mỉm cười, trong lúc này mở miệng khẽ cười nói. Đến phiên vật phẩm cất chứa của ta rồi. Mấy người nhìn qua sảnh đấu giá, lần này do bốn đại hán mình Trần mang hòn sắt ra, lập tức đều tò mò. Mai Lão Tiên Sinh mỉm cười nói. Kế tiếp là một kiện vật phẩm đan sen đấu giá, do thuật luyện sư công hội cung cấp. Bên trong là một bộ lục giai huyền khí chiến giáp ma thương. Bốn đại hán mở hòm sắt ra, lập tức kim quang tràn ra ngoài, một bộ trang bị xa hoa hiện ra trước mặt mọi người, hình dạng hơi cổ quái. Trên bộ chiến giáp màu vàng này có đặt một cây trường thương màu đen, hai chủng màu sắc không hài hòa trùng kích thị giác của mọi người. Nhưng trường thương này bắn ra sát ý lập lòe lại dung hợp với kiện chiến giáp kia, lại làm cho tâm thần người ta dùng mình, không ngừng tâm động. Trời ạ, dĩ nhiên là tổ hợp huyền khí, một bộ nguyên vẹn. Bên dưới lập tức có người động tâm, hai mắt thả ra hào quang. Tất cả mọi người tâm động không thôi, lục giai huyền khí đã chân quý tới cực điểm, cho dù là thế lực truyền thừa mấy ngàn năm cũng ít khi nhìn thấy. Huống chi là một bộ tổ hợp cùng một chỗ, thường thường có công năng không thể tưởng tượng nổi. Đây là một kiện vật phẩm đấu giá khiến người ta không ngờ tới, vốn chỉ nhắm vào tinh thạch mà đến. Cho dù có xen kẽ một ít vật phẩm đấu giá cũng sẽ chỉ là dệt hoa trên gấm, nhưng không ngờ lại có vật phẩm giá trị to lớn như vậy xuất hiện. Những thế gia tông phái mang theo không đủ nguyên thạch thì sắc mặt trầm xuống, cực độ xoắn xuýt. Mà trái lại những người mang đủ nguyên thạch thì nội tâm mừng thầm, nhưng tâm thần bất định. Dù sao loại vật này tại Nam Vực mà nói quá mức nghịch thiên. Một ít võ giả bình thường nhìn qua thì cười khổ, thứ này bọn họ nghèo kiết xác, làm sao mua được. Nhưng có không ít đệ tử của ba vực khác lẩn vào trong này thì là khinh thường hừ lạnh. Loại vật này tuy chân quý, nhưng trong tông môn của bọn họ đã thấy nhiều. Thủy Lạc Yên cười nhạo nói. Bộ tổ hợp huyền khí này không có gì hơn thế này, vậy mà cũng có thể khiến cho đám người này sợ hãi kêu to. Hà trưởng lão nói đúng, địa phương chim không thèm ỉa như Nam Vực này, tất cả đều là người chưa thấy qua các mặt xã hội. Hà Phong nhìn chằm chằm vào huyền khí và lâm vào trầm tư, lắc đầu nói. Mấu chốt không phải bộ huyền khí này, mà là ngụ ý ẩn sau lưng huyền khí. Phải biết rằng tại Nam Vực thuật luyện sư có thể luyện chế ra vật này, tuyệt đối không vượt qua một bàn tay. Bộ huyền khí này được mang ra đấu giá, đủ để chứng minh thuật luyện sư công hội ủng hộ lần đấu giá này. Ta lo lắng là, Thiên Nguyên Thương Hội có thể đạt thành hiệp nghị với thuật luyện sư công hội và được bọn họ ủng hộ. Thủy Lạc Yên nghe xong giật mình nói. Đinh Linh Nhi nếu có năng lực lớn như thế, thuật luyện sư công hội chư siêu nhiên ra, căn bản sẽ không nhúng tay vào tranh đoạt của các thế lực lớn, đây là chuyện thế nhân đều bia a. Hà Phong cười khổ thở dài. Người đấy, một lòng chỉ cố tu luyện, lại còn trẻ tuổi. Trên đời này làm gì có thế lực siêu nhiên ra ngoài phàm tục, chỉ cần đặt mình trong đại lục này thì không cách nào siêu nhiên. Thuật luyện sư công hội sở dĩ làm cho người ta cảm giác siêu nhiên, đó là bởi vì thực lực của bọn họ cường đại tới mức khinh thường các loại tranh đấu. Nhưng nếu có đầu đủ lợi ích, hừ hừ. Thủy Lạc Yên nhíu mày nói. Thiên Nguyên Thương Hội vừa vỡ mình, làm gì có lợi ích khiến thuật luyện sư công hội động tâm chứ? Sợ chỉ là đả động phân bộ thuật luyện sư ở Hỏa Ô Đế Quốc mà thôi, chỉ là một phân bộ cấp 3, cũng chỉ có một gã lục giai tông cấp thuật luyện sư tỏa chấn, không có gì hay lo lắng. Hà Phong cau mày, không hề nói gì,
nội tâm vẫn nghi ngờ, thật đúng như vậy đơn giản sao? Lục giai thuật luyện sư Bách Lý Công Cẩn là đệ tử của vị đại nhân kia đấy. Hắn hơi thở dài, hy vọng là ta nghĩ nhiều, liền không hề nói gì, tiếp tục quan sát cuộc đấu giá. Lý Vân Tiêu trong phòng khách quý con mắt sáng ngời, khen. Bách Lý đại sư lại chuyển bảo bối này ra, vậy mà không lộ ra một tia tiếng gió nào cả. Bách Lý Công Cẩn khiêm tốn cười nói. Đây là một kiệt tác ta luyện trước lúc trước khiến ta thỏa mãn, chỉ sợ lại không lọt vào pháp nhãn của Vân Thiếu. Hẳn là Vân Thiếu cũng có ý muốn mua. Lý Vân Tiêu cười nói. Ta đúng là muốn mua, nhưng giá tiền này đã rất cao. Nếu như Bách Lý đại sư lúc trước lộ tiếng gió, ta có thể phối hợp làm tuyên truyền nho nhỏ, khiến cho người ta mang nguyên thạch đủ nhiều, sẽ tăng giá không ít đấy. Bách Lý Công Cẩn im lặng nở nụ cười khổ. Hắn còn tưởng rằng Lý Vân Tiêu có ý với tác phẩm này, đang đắc ý muốn thỉnh giáo một ít, lại là vì chuyện này à. Bộ huyền khí này tổng cộng do 7 kiện lục giai huyền khí tạo thành, phân biệt là ma thương, mũ giáp, chiến giáp, bảo vệ tay, giày chiến, miếng lót vai, hộ eo. Mỗi một kiện đều là lục giai tồn tại, tổ hợp cùng nhau còn bổ sung một chiêu bá tuyệt hợp thành vũ kỹ ma viêm sát. Mai lão tiên sinh dường như cũng kích động, thập phần thưởng thức vuốt ve bộ huyền khí này. Cười nói. Bộ huyền khí này có lẽ không có chân quý bằng 10 viên tinh thạch đặt cùng một chỗ, nhưng tuyệt đối là kỳ chân khó cầu. Lão hủ chủ trì đấu giá nhiều năm như vậy, bảo bối chân quý như thế không nhiều. Đấu giá kế tiếp, không có giá thấp nhất, mỗi lần tăng giá ít nhất 10 vạn trung phẩm nguyên thạch. Toàn trường lâm vào trầm mặc ngắn ngủi, liền bắt đầu điên cuồng báo giá. Không ít thế lực lớn tình nguyện giảm đi một ít tinh thạch danh ngạch cũng muốn đem bộ huyền khí này mang về làm trấn tộc chi bảo. Cuối cùng một tiểu thế lực của Hỏa Hô Đế quốc dùng 4.000 vạn trung phẩm nguyên thạch mua đi. Nhưng tất cả mọi người biết rõ, sau lưng tiểu thế lực này còn có quốc gia hoặc là thế lực lớn khác chống đỡ, cũng không ai dám đánh chủ ý gì đó. Rốt cục một ngày sau đó toàn bộ đấu giá chấm dứt. Tất cả mọi người toàn thân mệt mỏi đổ mồ hôi, Mai lão tiên sinh yết hầu bốc hỏa. Vô cùng khổ cực. Không chỉ có hơn 1.000 miếng tinh thạch bán ra giá cao nhất trong cuộc đời chủ trì đấu giá của hắn, những vật phẩm do thuật luyện sư công hội cung cấp xen kẽ cũng cực kỳ chân quý, đoạt được nguyên thạch cũng không ít hơn tinh thạch bao nhiêu. Mà cơ hồ tất cả người tham gia trên cơ bản túi trống rỗng, nhưng tất cả vô cùng vui mừng vì thu hoạch tràn đầy. Có mấy người không đạt được thứ gì tất cả đều mặt âm trầm, cơ hồ muốn chảy ra nước, nếu không phải trên đường bị bóc lột 200 vạn trung phẩm nguyên thạch. Như vậy cũng kiếm ít nhất một khối tinh thạch, lúc này tất cả oán khí đều tính lên đầu Lý Vân Tiêu. Trong phòng khách quý, bốn người Lý Vân Tiêu nghe báo cáo kết quả, tuy sớm có đoán trước, nhưng nghe thu được 100 ức trung phẩm nguyên thạch thù cả kinh ngây ngốc. Ngụy Hồng Phúc, Đinh Linh Nhi, Bách Lý Công Cẩn không ai không phải người nhìn thấy các mặt xã hội, nhưng mà bị lần đấu giá này chỗ hù sợ. Người bình tĩnh duy nhất là Lý Vân Tiêu, tăng thêm phí vào thành và phí vào đấu giá hội. Ổn thỏa thu được trên 100 ức nguyên thạch. Ba vị tạm thời nghỉ chân trong thành, hai ngày này ta muốn bế quan một hồi, không nên quấy rầy. Tu Di Sơn mở ra thì ta sẽ biết, đến lúc đó tất nhiên sẽ xuất quan. Lý Vân Tiêu trực tiếp mang theo trên 100 ức nguyên thạch rời khỏi đấu giá hội, đi vào trong mật thất phủ thành chủ bế quan. Hừ, lại có không sợ chết. Hắn nhướng mày, tiện tay bắt pháp quyết, ấn quyết hiện ra trong lòng bàn tay. Trên không phủ thành chủ xuất hiện vạn đạo kim quang, hóa thành vô số chuôi kiếm khí đánh xuống. Lúc này trong thành chủ phủ hơn 10 đạo thân ảnh đột nhiên kinh hoàng tản ra, bỏ chạy ra 4 phương 8 hướng. Những kẻ này trong lòng cực kỳ bất mãn, nghĩ cách lẻn vào trong phủ thành chủ. Vèo, vèo, vèo. Kiếm quang giao thoa chém xuống, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục, trong chớp mắt hơn 10 đạo nhân ảnh toàn bộ bị chém giết tại chỗ. Những người này bản thân thực lực cũng không tầm thường, nhưng ở dưới cửu cung vô trần trận chế ước không thể phát huy lực lượng. Máu tươi cùng phần còn lại của chân tay cụt và thi thể rơi xuống đất, lập tức cả phủ thành chủ yên tĩnh tới quỷ dị. Ở xa xa có không ít người nhìn qua cảnh này, ý nghĩ trong lòng không giống nhau, vốn lấy cười lạnh chiếm đa số. Đều muốn nhìn một chút trước khi chuyến đi Tu Di Sơn chấm dứt, thành Viêm Vũ làm sao có thể thừa nhận được rất nhiều thế lực trả thù. Giờ phút này cách Tu Di Sơn mở ra còn 2 ngày nữa, trên bầu trời ẩn ẩn truyền ra âm thanh nổ vang, giống như một loại ý cảnh cổ xưa từ phương xa truyền tới. Cả Nam vực hơn 10 cao thủ đỉnh cấp xuất hiện tại thành Viêm Vũ, ẩn độn vào trong hư không,
phụ trách giám thị động tĩnh tất cả đại thế lực, chủ yếu bảo đảm an toàn cho đệ tử các phái. Những kẻ bị Lý Vân Tiêu dùng đại nhật kim quang kiếm trận chém giết đều là một ít đệ tử tiểu môn phái không thể mua được tinh thạch, sinh lòng oán hận, chết cũng không ai đi quản. Nhưng mà những người ẩn trong hư không lại nhíu mày, bọn họ không cảm thụ được lực lượng của đại nhật kim quang kiếm trận, không biết Lý Vân Tiêu làm sao diệt sát những người này, đều hồ nghi không thôi. Ninh Linh Nhi cảm nhận được mọi người tập trung cảnh giác nhìn qua phủ thành chủ, nàng đứng trong tiểu viện của mình, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Ninh Tiểu Thư dường như cực kỳ lo lắng cho hành vi của Vân Tiêu Đại Sư A. Sau lưng có tiếng cười khẽ của Bách Lý Công Cẩn. Ninh Linh Nhi vội vàng hành lễ, cười khổ nói. Vân Thiếu có hành vi như thế chẳng khác gì giết gà lấy trứng. Đó có thể thấy được hắn cần rất nhiều nguyên thạch tu luyện bí pháp nào đó, nhưng kể từ đó đã đắc tội rất nhiều thế lực cả Nam Vực, kết quả há có thể chết già, Bách Lý Đại Sư nên đối đãi thế nào? Bách Lý Công Cẩn mỉm cười. Con người đục ngầu nhìn qua trời cao, thì thào thở dài. Ưng bay trên trời cao, chúng ta há có thể biết suy nghĩ của hắn. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, Vân Tiêu Đại Sư từ khi quật khởi ở Thiên Thủy Quốc, mỗi khi làm chuyện gì chúng ta đều cho rằng hắn chết chắc, nhưng kết quả thì sao? Tất cả đều là đối phương chết lềnh bà lềnh bềnh. Vân Tiêu Đại Sư không chỉ lông tóc không tổn hao gì, hơn nữa càng ngày càng mạnh. Đối với Lý Vân Tiêu trải qua, hắn cũng hạ công phu đi điều tra. Nhưng mà một loạt chuyện bày ra trước mắt đầy khó hiểu, cũng không thể nào tin nổi. Ninh Linh Nhi nội tâm dùng mình, Lý Vân Tiêu mấy tháng này làm chuyện gì thì nàng rõ ràng. Bắt đầu từ Vạn Bảo Lâu Thương Hội, mỗi một chuyện đều gây họa sát thân, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng tất cả đều đi từng bước tới trước, hơn nữa còn trong thời gian ngắn từ Đại Võ Sư thành tựu tu vị Vũ Quân hôm nay, càng có thực lực đấu với Vũ Tông bình thường. Hy vọng ta lo lắng là dư thừa a. Ninh Linh Nhi yên lặng nói ra. Bách Lý Công Cẩn cười nói. Yên tâm đi, lần đi tu Di Sơn này chấm dứt, tên của Vân Tiêu Đại Sư sẽ vang danh Nam Vực. Hơn nữa ta cảm giác được, Thành Viêm Vũ cũng sẽ trở thành thế lực như Tụ Thiên Tông, Thiên Châu Môn và Đoạn Tình Sơn sừng sững trong Hỏa Ô Đế Quốc. Ánh mắt đục ngầu của hắn bắn ra một đạo tinh quang, ý vị thâm trường khẽ cười nói. Thiên Nguyên Thương Hội tuy tràn đầy nghi cơ trong thương minh, nhưng ánh mắt của Linh Nhi thật tốt. Cả thương minh không người nào như ngươi cả. Ta tin tưởng Thiên Nguyên Thương Hội quật khởi đã bắt đầu rồi đấy. Trong lòng Đinh Linh Nhi khẽ động, trên mặt hơi đỏ lên. Bách Lý Công Cẩn nói lời này có ý gì thì nàng rõ ràng, nhưng mà quan hệ giữa nàng và Lý Vân Tiêu. Dùng thực lực thuật luyện sư công hội muốn điều tra liên hệ giữa bọn họ rất dễ dàng. Nhờ cắt ngôn của Bách Lý Đại Sư, tương lai Thiên Nguyên Thương Hội quật khởi, hoan nghênh Bách Lý Đại Sư quang lâm làm khách. Đại sư sẽ vĩnh viễn là bằng hữu của Thiên Nguyên Thương Hội. Ninh Linh Nhi không mất thời cơ tống ra một cái mũ, dùng thân phận và thực lực của Bách Lý Công Cẩn, cái này mũ này tặng đi không thiệt thòi. Ha ha! Bách Lý Công Cẩn sững sờ một chút thì cười ha hả, ánh mắt đầu tán thưởng, nói. Linh Nhi tiểu tỷ sẽ là bằng hữu của ta kết giao chắc rồi. Ninh Linh Nhi lập tức vui mừng quá đỗi, Bách Lý Công Cẩn lời nói ý tứ rất rõ ràng. Hắn và Thiên Nguyên Thương Hội không có quan hệ, chỉ là quan hệ cá nhân với nàng. Tương lai cũng chỉ dựa vào tình cảm, mà không phải Thiên Nguyên Thương Hội. Chẳng khác gì là lực lượng tư nhân của nàng. Trong nội tâm Ninh Linh Nhi vô cùng vui sướng, biết rõ Bách Lý Công Cẩn ưng thuận giao tình này hoàn toàn là vì Lý Vân Tiêu cả. Nội tâm càng sinh ra ấm áp. Giờ phút này Lý Vân Tiêu đang bế quan trong mật thất, hắn đặt giới thần bi đứng trong mật thất, thiên thể bước vào trong đó. Đi vào hỏa chi vực giới, nơi đây là mặt đất màu đỏ. Mấy ngàn tên võ giả ngồi xếp bằng bên dưới, dựa theo danh sách trận pháp bày ra, vô cùng an tường. Trừ cả vùng đất là màu đỏ ra, không có biển lửa nào cả. Đây là lần trước trên Quỳnh Hoa đảo hắn vận dụng thiên la diễm hỏa chiến trận, khiến cho hỏa chi vực giới bị ảnh hưởng lớn, lại ngủ say lần nữa. Mấy ngàn tên võ giả chỉ có thể bằng vào lực lượng của mình duy trì lấy hỏa chi vực giới trận pháp hình thức ban đầu. Dựa vào linh khí còn sót lại tu luyện. Trong vùng đất, đột nhiên một đạo thân ảnh bay lên trời, lăng không đứng trước mặt Lý Vân Tiêu, trong mắt lóe ra thần thái phức tạp, nói. Lúc nào thả ta ra ngoài? Người này chính là Nhạc Cửu Lâm, lúc trước bị ném vào thiên la diễm hỏa chiến trận đã chịu nhiều đau khổ, lúc này mới trung thực, vẫn chờ Lý Vân Tiêu tới. Trên người hắn không còn thản sắc kiêu ngạo và cao cao tại thượng nữa, hơi có vẻ chật vật, ngữ khí cũng thập phần khẩn thiết.
Lý Vân Tiêu sủi cười, khẽ nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Chắc hẳn ngươi cũng nhìn ra giới thần bi là tồn tại ra sao, nếu thả ngươi đi ra ngoài, di họa vô cùng. Đến lúc đó ta chẳng phải trở thành đối tượng đuổi giết của cả thiên vũ đại lục sao? Nhạc Cửu Lâm trầm giọng nói. Ta có thể thề, chuyện giới thần bi này ta tuyệt đối không nói ra. Hơn nữa cuộc đời này sẽ không là địch với ngươi. Hắn hiện tại đã sợ hãi rồi, giới thần bi này vô cùng có khả năng là tồn tại độc nhất vô nhị như Nặc Á Thần Chu, bên trong tự thành một phương thế giới, căn bản là thần vật không phải nhân lực có thể luyện chế. Có được thần vật như vậy, căn bản không phải hắn có thể địch nổi. Hôm nay thần ở trong giới thần bi, đối phương muốn giết hắn cũng chỉ phất tay mà thôi. Trừ phi thực lực của mình thông thiên có thể đánh vỡ quy tắc nơi đây, mới có khả năng thoát khốn. Nhưng loại lực lượng này chính là Cửu Thiên Vũ Đế cũng chưa chắc có được. Lý Vân Tiêu nói, ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi, làm cho bản thân sinh ra nguy hiểm to lớn như thế sao? Sắc mặt Nhạc Cửu Lâm cực kỳ tái nhợt, nói, chẳng lẽ ngươi muốn giam ta cả đời? Ha ha! Lý Vân Tiêu cười ha hả, nói, ngươi cũng không phải mỹ nữ, còn muốn ta nuôi dưỡng ngươi cả đời. Lại kiên nhẫn đợi chút đi. Sau khi thực lực của ta đạt tới Cửu Thiên cảnh Vũ Đế, không e ngại bất luận kẻ nào thì ta sẽ thả ngươi ra ngoài. Cửu Thiên Vũ Đế. Nhạc Cửu Lâm nhịn không được nói ra. Không nói đến ngươi có thể đạt tới tầng thứ này hay không, cho dù có cơ duyên đột phá, đó cũng là chuyện ngày tháng năm nào rồi, có lẽ chờ ta thọ nguyên hao hết cũng chưa chắc ra khỏi nơi quái quỷ này. Trên mặt Lý Vân Tiêu cười lạnh, nói. Muốn ta động thủ, nên có tâm lý vạn kiếp bất phục. Tu Di Sơn sắp mở ra, người ngoài 50 tuổi không thể mang ra ngoài, ta sẽ thả ngươi đi ra ngoài thông khí một thời gian ngắn. Nhạc Cửu Lâm đại hỉ nói. Ngươi không sợ ta đào tẩu. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Đương nhiên sợ, cho nên ta muốn phong ấn tu vị của ngươi, lại rút một hồn một phách của ngươi ra. Trong mắt của hắn tinh mang lóe lên, trong mắt biến thành quỷ dị, một đạo lực lượng kỳ dị bao phủ Nhạc Cửu Lâm vào trong, thân ảnh của hắn bắt đầu mơ hồ. Nhạc Cửu Lâm kinh hãi, lực lượng kia trực tiếp tiến vào thức hải của hắn, tiến vào sâu trong linh hồn. Cho dù hắn giãy giụa thế nào đều không có nửa phần chống cự hiệu quả. Phải biết rằng trong giới thần bi này, nhất cử nhất động của Lý Vân Tiêu chính là thiên địa quy tắc. Vèo! Nhạc Cửu Lâm chỉ cảm thấy trong đầu chấn động, thân thể như mất sạch khí lực, trở nên cực độ suy yếu, ngay cả ý thức cũng trở nên mơ hồ không rõ. Cố mở mắt ra, nhìn thấy cái bóng Lý Vân Tiêu không ngừng lắc lư. Trong tay Lý Vân Tiêu cầm đồ vật màu đen giống như đang giãy giụa, bị hắn trực tiếp đặt vào mi tâm, thu vào trong thân thể, cười lạnh nói. Bắt một hồn một phách của ngươi, hiện tại ta sẽ phong ấn tu vị. 10 ngón tay của hắn điểm vào hư không, một ký hiệu màu đen ngưng tụ trong hư không, giống như có mấy con nòng nọc nhỏ đang vây quanh, dần dần khuyết tán ra. Là hỏa viêm màu đen, đột nhiên nó ấn vào lồng ngực Nhạc Cửu Lâm. Chi! Âm thanh đốt cháy vang lên trên ngực Nhạc Cửu Lâm, nương theo tiếng kêu thống khổ của hắn, lập tức hướng từ tinh thần hoảng hốt khôi phục thanh tĩnh. Tam hợp quỷ nhãn phong ấn. Trên không trung vang lên tiếng giật mình, thân ảnh Đoạn Việt hiện ra, nhìn ấn ký trước ngực Nhạc Cửu Lâm giống như đúc ấn ký của hắn, cả kinh nói. Ấn ký này làm sao ngươi biết? Lý Vân Tiêu khẽ nói. Nếu ta không biết, làm sao cởi bỏ phong ấn cho ngươi? Chỉ là muốn hoàn toàn phá giải nhất định cần huyết dịch của người thi triển mới được. Đoạn Việt không nói thêm gì nữa, lặng lặng đứng bên cạnh. Hắn chỉ cảm thấy Nhạc Cửu Lâm bị phong ấn còn thảm hơn cả mình, dường như thất tinh vũ tông cũng không đạt tới. Ngươi làm gì với ta? Nhạc Cửu Lâm quá sợ hãi, không chỉ cảm thấy thực lực của mình bị phong ấn, hơn nữa trong linh hồn loáng thoáng thiểu cái gì đó trọng yếu lắm. Làm cho hắn vô cùng thất lạc. Lý Vân Tiêu không để ý tới hắn, quay người nhìn Đoạn Việt nói. Tu Di Sơn thần cấm hạn chế dưới 50 tuổi vào cửa, mặc dù là ở trong giới thần bi ta cũng không nắm chắc mang các ngươi đi vào. Hiện tại ta mang người ngoài 50 tuổi đặt ở thành Viêm Vũ, do ngươi thống nhất quản lý. 5 ngón tay của hắn bắt quyết, trong miệng thì thào đọc ra. Một quái lực tỏa ra trên không trung, trước hết nhất va chạm vào Đoạn Việt cùng Nhạc Cửu Lâm. Thân ảnh hai người bị đưa ra khỏi giới thần bi, rơi vào trong phủ thành chủ. Mấy ngàn võ giả phía dưới, trừ những đệ tử từ Thiên Thủy Quốc và Già Lam học viện ra, thực lực những người còn lại cao thấp không đều. Ngắn ngủn mấy hô hấp có hơn ngàn người rời đi, rơi vào trong phủ thành chủ.
Cũng may phủ đệ khá lớn, dung nạp hơn 1.000 người cũng không chen chúc. Xảy ra chuyện gì, đây là đâu? Cơ hồ tất cả bị đưa ra ngoài đều không hiểu làm sao, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Tiêu Khinh Vương cùng Lý Thuần Dương những người này cũng bị đưa ra ngoài, còn có Hứa Hàn cùng Trương Thanh Phàm và không ít thuật luyện sư lớn tuổi cũng bị đưa ra, tất cả đều hai mặt nhìn nhau, không rõ xảy ra chuyện gì. Giọng Lý Vân Tiêu nhanh chóng vang lên, mang tình huống giảng giải một chút, mọi người lúc này mới an tĩnh lại. Những người này mấy tháng qua đều ở trong giới thần bi khổ tu, không hỏi thế sự. Vừa nghe đến là Tu Di Sơn mở ra, lập tức khiếp sợ, còn có một ít người ngoài 50 tuổi cảm thán vận khí không tốt. Đột nhiên phía trên phủ thành chủ xuất hiện hoàng sắc quang mang, một tên võ giả định bước ra khỏi phủ thành chủ thì bị bắn trở về, ngã trên mặt đất, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Giọng Lý Vân Tiêu truyền tới lần nữa, nói. Hiện ở bên ngoài ngư long hỗn tạp, tất cả thế lực lớn của Nam vực đang thẩm thấu vào. Vì cân nhắc an toàn của các vị, ta đã thu nhỏ Thái Hư Thiên Đô bảo trận bao phủ phạm vi ngàn mét quanh đây, hơn nữa còn là mở song hướng. Bên ngoài không thể vào, bên trong không thể ra. Thì ra là thế, mọi người lúc này mới thoải mái. Nhưng cũng có không ít người nhíu mày suy nghĩ gì đó. Trên mặt Đoạn Việt đầy tươi cười, tiểu tử này rõ ràng đang vây khốn tất cả mọi người, để tránh bí mật giới thần bi tiết lộ ra ngoài, lại nói đường hoàng như vậy. Hắn nhìn qua Tiêu Khinh Vương và các cường giả Vũ Tông gật đầu, mang chuyện Lý Vân Tiêu phân phó nói một chút, những người này hiểu ngay. Sau khi Lý Vân Tiêu làm tốt tất cả, tinh thần vừa động, bên trong vẫn còn lại 3.000 người. Hắn mỉm cười ném một đống túi chữ vật lớn ra, thần niệm khẽ động, lập tức toàn bộ nổ tung trên không trung. Rất nhiều nguyên khí giống như từ trên 9 tầng trời hạ xuống, vùng đất màu đỏ biến thành biển linh khí, lóe ra ngân sắc quang mang. Đây là linh khí hóa dịch. Tất cả mọi người chấn động, trong truyền thuyết linh khí nồng đậm tới mức nhất định có thể trực tiếp hóa thành trạng thái dịch, không thể ngờ là thật. Cả đám hưng phấn khẽ hấp, trong khoảng thời gian này linh khí khô cạn, làm cho bọn họ phàn nàn không ít. Sau khi giải linh khí ra, mi tâm Lý Vân Tiêu bắn ra một đạo hỏa diễm bay múa trên không trung, hóa thành hỏa phượng gào thét tiến vào biển linh khí, trong chốc lát đem trọn biển linh khí này đốt thành hỏa diễm. Mấy ngàn đệ tử trên mặt đất bảo thủ tinh thần, được hỏa diễm trợ giúp bắt đầu tu luyện. Lúc này Lý Vân Tiêu ở trên không trung thi triển đại giới thần quyết, đánh ra khoa đầu văn màu vàng cực lớn lóe lên trên không trung rồi biến mất, cuối cùng tiến vào đại địa. Trong biển lửa bắt đầu dần dần xuất hiện kim quang, ý vận viễn cổ tản mát ra, tất cả mọi người cảm thấy khí tức linh hồn to lớn khiếp người dường như đang dần thức tỉnh. Loại khí tức này là... Tại điểm cuối Phương Thốn Sơn, Côn Ngô thần thụ hỏa linh hiện ra trên cành cây, mở to hai mắt ăn cả kinh kêu lên. Ly hỏa chi tinh. Hắn ngược lại trở nên cực kỳ vui mừng, hưng phấn hét lớn. Tiểu tử, mang ta đi hấp thu ly hỏa tinh hoa. Lý Vân Tiêu đứng ngạo nghễ trong hư không, một tay niết bí quyết, hai mắt khép hờ. Kinh văn đại giới thần quyết không ngừng diễn biến trên hư không, che kín cả trên bầu trời, biển lửa trên mặt đất không ngừng biến hóa, cả tòa đại trận viễn cổ như sắp tỉnh lại. Hắn đột nhiên nhướng mày, một tay khẽ vẫy, lập tức Côn Ngô thần thụ biến mất trên Phương Thốn Sơn, hiện ra ngay trong tay của hắn. Hắn ngưng mắt nhìn nói, ngươi nhận ra tòa trận pháp này sao? Côn Ngô thần thụ thụ linh nhìn qua phía dưới, hỏa diễm không ngừng chiếu rọi trước mặt của hắn, hắn lập tức cả kinh kêu lên. Loại cảm giác này hình như là mô phỏng khai thiên tích địa, sinh ra ly hỏa tinh hoa, nhưng lại chênh lệch rất xa. Dường như mượn nhờ đại trận cùng ly hỏa tinh hoa diễn biến thiên địa quy tắc. Chẳng lẽ là muốn một mình mở không gian? Lý Vân Tiêu chấn động, Côn Ngô thần thụ kiến thức quả nhiên không giống người thường. Bản thân nó là một cây thần thụ sinh ra khi thiên địa vừa diễn biến, đối với diễn biến thiên địa khi đó, quy tắc biến đổi lớn đều tự mình trải qua, lúc này mới có thể nhìn cái đã nhận ra. Không sai, vị trí người đúng là một không gian độc lập, bên trong phân biệt có 4 đại vực giới, nhưng mà đã phủ bụi không biết bao nhiêu năm tháng. Ta hôm nay chính là mượn nhờ Phượng Hoàng chân hỏa và rất nhiều nguyên khí mở, hỏa chi vực giới. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Côn Ngô thần thụ thụ linh vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, lộ ra thần thái hiểu ra, nói. Thì ra là mở, địa, thủy, hỏa, phong, 4 đại vực giới, cái này tại thời kỳ viễn cổ là phi thường lưu hành một kiện chuyện, rất nhiều năm chưa từng gặp qua. Lý Vân Tiêu nheo mắt, giật mình nói.
Ngươi cũng biết. Côn Ngô Thần Thụ Thụ Linh có bộ dáng hài đồng ngóc đầu lên khẽ nói. Lão gia tử ta từ thời điểm khai thiên tích địa đã tồn tại, chuyện gì chưa thấy qua. Thương Hải Tang Điền đều trải qua không biết bao nhiêu năm tháng. Ngươi cho rằng ta là lần đầu tiên niết bàn trọng sinh sao? Nói cho ngươi biết, đây đã là lần thứ 17 rồi. Lý Vân Tiêu thầm giật mình không thôi, Côn Ngô Thần Thụ không hổ là thiên địa chí bảo, rõ ràng cùng sinh ra với thiên, cùng tồn tại với địa. Không uổng mình đi một chuyến tới Nam Hải, thiếu chút nữa bị đám hải tộc cấp thấp trà đạp. Hắn cẩn thận thăm dò. Theo như ngươi nói, thời điểm thượng cổ, nhiều có đại năng mở không gian độc lập, tồn tại khi đó hẳn đều là cường giả thập phương thần cảnh. Côn Ngô Thần Thụ Thụ Linh cười nói. Khi đó thiên địa linh khí căn bản không phải hiện tại có thể so sánh, khắp đại lục đều là nguyên khí hóa dịch. Thập phương thần cảnh tồn tại không ít, nhưng mà muốn mở thế giới còn xa mới đủ. Trong nội tâm Lý Vân Tiêu kinh hãi không thôi, cả kinh nói. Thập phương thần cảnh đều không thể mở không gian, cái kia, vậy đó là tồn tại thế nào? Côn Ngô Thần Thụ cười nói. Thập phương thần cảnh hiện tại xem ra thật sự không thể tồn tại rồi. Phải biết rằng thời kỳ viễn cổ, loại cảnh giới này đi đầy đất. Mở thế giới ngươi xem là cái gì? Luyện chế huyền khí, nhưng khai thiên tích địa chân chính là sáng tạo vạn vật. Cho nên mở thế giới chân chính là không tồn tại. Hắn tiếp tục nói. Lúc đương thời có một tên gọi là Nguyên Thủy Đại Năng, cũng là một tên thuật luyện sư điên cuồng. Tại tốn vô số năm tháng, rốt cục nghiên cứu chế tạo ra một loại biện pháp có thể mô phỏng khai thiên tích địa, tự nghĩ ra thế giới. Cũng chính là thứ ngươi nhìn thấy hiện tại, mở, địa, thủy, hỏa, phong. Hắn dùng bốn đại nguyên tố này mô phỏng thiên địa, sau khi mở thế giới có thể tự hành diễn biến quy tắc. Quả nhiên là tiên phong lớn nhất từ trước tới nay. Từ đó về sau, thập phương thần cảnh có không ít cường giả tuyệt cường cũng có thể chọn dùng biện pháp này, luyện chế không gian độc lập cho mình. Côn Ngô Thần Thụ nhìn qua các nơi, nói. Không gian độc lập này trải qua vô số năm tháng mà không hủ, xem như là tồn tại lợi hại. Có lẽ trong những năm tháng kia nó là bảo vật thanh danh vang dội một đời. Hắn tham lam nhìn qua phía dưới, nói. Hơn nữa trận pháp này có thể mang linh khí chuyển hóa thành ly hỏa tinh hoa, hơn nữa phượng hoàng chân hỏa làm trận nhãn, có thể hoàn toàn sống lại. Nếu không dùng thực lực của ngươi, muốn mở bốn đại vực giới, không khác gì người si nói mộng. Nội tâm Lý Vân Tiêu khẽ động, nói. Vậy có phải chỉ cần linh khí đầy đủ, tăng thêm một thần vật làm trận nhãn là có thể mở ba vực giới khác? Côn Ngô Thần Thụ suy nghĩ một lát, liền cười nói. Trên lý luận là như thế. Nhưng đầu tiên ngươi chạy đi đâu tìm nhiều nguyên khí như thế? Nguyên khí hóa dịch phía dưới nhìn thì đồ sộ, nhưng trên thực tế không tồn tại bao lâu. Tiếp theo ngươi đi đâu tìm thần vật hóa thành trận nhãn? Ít nhất cũng phải là thần vật cùng cấp bậc với Phượng Hoàng chân hỏa. Loại vật này cả đời có thể gặp một thứ là may mắn nhất đời rồi. Trong lòng Lý Vân Tiêu im lặng, thở dài một hơi, ánh mắt đầy tinh quang, nói. Ta trước kia cảm thấy Thiên Vũ Đại Lục nằm trong lòng bàn tay. Hiện tại mới biết được chính mình nhỏ bé và ếch ngồi đáy giếng. Nếu Phượng Hoàng chân hỏa cùng giới thần bi đều bị ta đoạt được, ta nghĩ trên đời còn có thần vật khác sẽ bị ta đoạt được. Vào lúc này trận pháp phía dưới đã thành hình, không nhìn thấy cuối cùng, cả mặt đất sinh ra sinh cơ bừng bừng, nhưng mà tất cả đều là hỏa nguyên tố nhảy múa, giống như vô số tinh linh đang nhảy múa bên dưới. Loại cảm giác này làm cho Lý Vân Tiêu cũng cảm thấy thoải mái. Đặc biệt là linh hồn hỏa diễm sâu trong đáy lòng đã dung làm một thể với hỏa vực. Ly hỏa chi tinh thật tinh khiết, chậc chậc. Côn Ngô Thần Thụ không ngừng há miệng, khẩn cầu. Đặt ta vào trong hỏa chi vực giới đi, hấp thu ly hỏa tinh hoa ta có thể trưởng thành nhanh hơn. Ngươi lần trước rút hồn lực của ta, xem như thiếu nợ ân tình của ta, hiện tại trả đi. Lý Vân Tiêu mỉm cười, Côn Ngô Thần Thụ tuy đã sống vô số tuế nguyệt, nhưng vẫn giống như tiểu hài tử. Hắn buông tay ra, Côn Ngô Thần Thụ lập tức từ không trung rơi xuống, thời điểm gần mặt đất thì vô số rễ cây tỏa sáng đâm vào mặt đất, rất nhanh trên mặt thụ linh đầy thích ý. Trong lúc này thần thức của hắn khẽ động, lộ ra ánh mắt mừng rỡ, lẩm bẩm. Tu Di Sơn mở ra sao? Hừ, vực giới khởi động hoàn toàn cần một ít thời gian, mặc dù mở ra, cũng phải chờ ta đi ra rồi nói sau. Thân ảnh của hắn khẽ động, linh hồn hiển ảnh không ngừng thi triển đại giới thần quyết. Bản thể của hắn xuất hiện trên mặt đất, ngồi xếp bằng xuống bắt đầu thi triển pháp quyết, một ký hiệu cổ quái hiện ra.
Thái âm bảo kính trên không trung tỏa hào quang sáng ngời, phía trên có ký hiệu cổ quái giống như đúc tản mát hào quang sáng ngời. Giờ phút này trên không thành Viêm Vũ đã truyền ra tiếng nổ lớn kinh người, trên không cả thành chỉ thỉnh thoảng chấn động, một quy tắc bao phủ khắp tòa thành, tất cả mọi người tâm thần đại chấn, bị lực lượng to lớn này làm rung động. Tất cả mọi người bình tĩnh, đây là điềm báo Tu Di Sơn mở ra. Hai đại không gian đang giáo giới, sẽ sinh ra chấn động không gian thật lớn, cũng không có gì nguy hiểm, không cần kinh hoàng. Trên bầu trời có tiếng cường giả truyền tới, rất nhanh võ giả trong nội thành yên tĩnh lại, yên lặng cảm thụ lực lượng to lớn trong đó. Tu Di Sơn sắp mở ra, Vân Thiếu vì sao còn chưa đi? Ninh Linh Nhi vẻ mặt vẻ lo âu, nàng mấy lần thử tiến vào phủ thành chủ đều bị một lực lượng bài xích ra ngoài, không cách nào đi vào bên trong. Bách Lý Công Cẩn cũng nhíu mày, nhìn qua phủ thành chủ nói. Dường như là một loại cấm chế rất mạnh, ngay cả ta cũng nhìn không ra mánh khóe. Nhưng mà Vân Tiêu Đại Sư không phải là không đúng mục, ta nghĩ hắn sẽ nhanh chóng đi ra thôi. Ninh Linh Nhi nghĩ đến phong cách hành sự quỷ thần khó lường của Lý Vân Tiêu, thoáng an tâm lại, nàng tự an ủi. Có lẽ thế, cũng may chỉ là điềm báo trước, chẳng biết lúc nào mới có thể chính thức xuất hiện. Sau một thời gian uống cạn một chén trà, trên bầu trời xuất hiện một đạo cực quang, thế giới lờ mờ như bị một mũi kiếm hoàng kim đâm vào, giống như muốn chọc thủng bầu trời ra. Cực quang càng ngày càng sáng, dần dần phóng đại ra, xé mở một góc bầu trời, biến thành một ánh sáng hình tròn, từng vòng vầng sáng khuyết tán chung quanh, cả khe hở theo thời gian trôi qua không ngừng mở lớn hơn, thật giống như mặt trời từ trên cao hàng lâm. Đó chính là Tu Di Sơn sao? Vì sao ta có cảm giác như xa không thể chạm tới? Đây chẳng qua là cửa vào Tu Di Sơn mà thôi, còn chưa có hiển hóa hoàn toàn đấy. Trong truyền thuyết Tu Di Sơn chính là đạo tràng của viễn cổ đại năng, về sau đánh rơi xuống thế giới khác, qua một đoạn thời gian lại xuất hiện. Đúng vậy à, Tu Di Sơn vận hành dường như có quy luật nhất định, mỗi cách mấy chục năm, hoặc là trên trăm năm sẽ xuất hiện tại Nam Vực một lần, đúng là quỷ dị. Các loại âm thanh nghị luận không ngừng vang lên bốn phía, đều đang đợi thời khắc kích động nhân tâm, tất cả mọi người không cách nào bình tĩnh lại. Linh khí trong Tu Di Sơn nồng đậm hơn Thiên Vũ giới gấp trăm lần, tu luyện mấy tháng cũng có thể vượt qua bình thường tu luyện mấy năm. Đặc biệt là với một ít đệ tử thiên tài mà nói, ở bên trong đạt được chỗ tốt còn lớn hơn. Còn có một ít người không có tinh thạch, tất cả sắc mặt âm trầm muốn chảy ra nước, tất cả đều mang oán khí trút lên đầu của Lý Vân Tiêu. Trong lúc này trên bầu trời có khe hở năm màu hiện ra, một lực lượng kỳ dị phá tan quy tắc trói buộc rơi vào trên không thành Viêm Vũ, căn bản không bị trận pháp xiềng xích, đem trọn thành trì này chiếu rọi sáng ngời. Trên không trung tràn ngập lưu quang, linh khí bức người, một cực quang hóa thành thông đạo đâm thẳng vào thông đạo năm màu, dường như muốn truyền tống tới chân trời xa xăm. Mở ra, trên bầu trời có tiếng quát trầm ổn, rất nhanh xuất hiện hơn 10 thân ảnh. Tất cả đều là cao thủ của ba đại phái phụ trách mở Tu Di Sơn ra, trong đó đại bộ phận đều là nhân viên chấp pháp trên Quỳnh Hoa Đảo. Trong lòng Đinh Linh Nhi khẩn trương, phát hiện Lý Vân Tiêu còn không có dấu hiệu xuất quan, chân nhỏ của nàng giận dữ dậm xuống đất. Lúc này trên bầu trời xuất hiện hơn 10 cao thủ hàng đầu, xuất hiện thân ảnh hai lão giả một cao một thấp. Một vị cao thủ lăng không đi tới, chính là Hoàng Tiểu Long Độn Thế Cốc trên Quỳnh Hoa Đảo, hắn ôm quyền nói. Làm phiền Lưu Côn, Trương Cao hai vị trưởng lão. Hai lão giả một cao một thấp gật đầu, nhìn qua phía dưới. Lão giả thấp bé nói. Lưu Sư Huynh, bắt đầu chưa? Cao lão nhân Lưu Côn gật đầu, hai người bắt đầu thi triển pháp quyết, động tác giống nhau như đúc, tả hữu đối xứng. Một thân lóe ra hoàng sắc quang mang, một người khác tỏa ra hồng sắc quang mang sáng ngời, rất nhanh giữa hai người xuất hiện bạch sắc quang mang rơi xuống thành Viêm Vũ. Dĩ nhiên là một con đường bậc thang huyền quang, trực tiếp đi thông vào trong hào quang năm màu vô cùng sáng ngời. Lưu Côn trầm giọng nói. Cửa vào Tu Di Sơn đã mở ra, tất cả mọi người xếp thành hàng bằng vào tinh thạch danh ngạch từ cầu thang huyền quang tiến vào bên trong, phàm có người chen lấn, lập tức hủy bỏ tư cách. Hơn vạn người phía dưới xôn xao, vô cùng mừng rỡ. Thời khắc chờ đợi hồi lâu tiến vào trong đã tới, hận không thể trực tiếp phi thân vào trong. Nhưng Lưu Côn nhắc nhở đã làm bọn họ tỉnh mộng, nếu chen lấn sẽ mất đi tư cách, vậy thật xui xẻo rồi. Cho nên nhân số tuy nhiều nhưng ngay ngắn trật tự đi tới, không người nào dám chen chúc cái nào cả. Xảy ra chuyện gì? Trong lúc này đệ tử đứng trên cầu thang sững sờ,
nhìn qua Lưu Côn trên cao hô. Đại nhân, chúng ta bị một lực lượng ngăn cản, không cách nào đi về phía trước. Lưu Côn biến sắc nhìn Trương Cao bên cạnh, hai người nhao nhao thi triển pháp quyết, một lát sau sắc mặt đại biến. Nhị vị trưởng lão, như thế nào? Trong nội tâm Hoàng Tiểu Long dùng mình, xem thần sắc hai người dường như không ổn. Tu Di Sơn mở ra chính là đại sự kinh thiên, không được có chút sai lầm nào cả. Sắc mặt Lưu Côn cực kỳ khó coi, mắt hổ bắn ra tinh quang sáng ngời giống như xuyên thấu qua hư không, cắn răng nói ra từng chữ. Thái Âm Bảo Kính bị người ta khống chế. Ti, cái gì, nói đùa gì vậy? Sắc mặt Hoàng Tiểu Long đại biến, Thái Âm Bảo Kính chính là bảo bối thập phần nổi danh của Độn Thế Cốc, cố ý vì Tu Di Sơn mở ra dùng làm mắt trận cửu cung vô trần trận. Mặc dù đối mặt Lưu Côn, Trương Cao có địa vị cao hơn, Hoàng Tiểu Long cũng không nhịn được, sắc mặt âm trầm tức giận nói. Hai vị, Thái Âm Bảo Kính chính là nằm trong cửu cung vô trần trận, trận pháp này do hai vị cầm giữ. Bây giờ lại nói bị người ta khống chế, quả thực quá khôi hài. Lưu Côn và Trương Cao thất thần một hồi, lập tức nhớ tới chuyện hai ngày trước, xem ra thật bị người nọ đắc thủ. Chỉ là cửu cung vô trần trận cũng chỉ dùng duy trì trật tự, để tránh phát sinh võ giả loạn thành một bầy, người nọ khống chế trận pháp này có ý gì? Chẳng lẽ là cao thủ nhà ai không được phân phối danh ngạch, nội tâm cực độ không công bằng mà làm phá hư? Trong lúc nhất thời hai người suy đoán xôn xao, sắc mặt vô cùng khó coi. Nhị vị, việc này hiện tại nên làm thế nào cho phải? Cửu cung vô trần trận bị trộm là việc nhỏ, mấu chốt là phải mang đám đệ tử này đưa vào Tu Di Sơn. Một gã cường giả mở miệng nói ra, chính là Tụ Thiên Tông Phương Đức. Hắn cau mày nói, hiện tại kể cả chúng ta đều bị trận pháp trấn áp, không cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng. Không bằng mọi người cùng nhau liên thủ đánh ra thông đạo hư không? Hiện tại không chỉ có Nam Vực, ngay cả Thiên Vũ Giới vẫn nhìn chằm chằm vào chúng ta, nếu như xảy ra chuyện Ô Long làm chuyến đi Tu Di Sơn thất bại, hừ hừ, các môn phái chúng ta còn thể diện gì mà đặt chân ở Thiên Vũ Giới. Phương Đức Huynh nói đúng. Sắc mặt Hoàng Tiểu Long âm trầm nói. Hôm nay chỉ có như thế, nếu không chuyện này trách nhiệm quá lớn, ai cũng không đảm đương nổi. Nhiều người nhao nhao đồng ý. Đang muốn liên thủ thì trong thành Viêm Vũ xuất hiện một đạo quang mang lao tới vầng sáng. Trong hào quang là một thân ảnh thanh tú, một gã thanh niên chân đạp lên phi kiếm, trên mặt mang theo vẻ trêu tức, quay đầu lại nhìn qua mọi người, nói. Tại hạ Lữ Thanh Thành, đi đầu một bước, chư vị cứ giày vò đi. Trong lúc nhất thời, sắc mặt mọi người khó coi tới cực điểm, đều hâm mộ ghen ghét nhìn chằm chằm vào Lữ Thanh Thành, không rõ hắn làm thế nào không bị trận pháp chế ước. Trực tiếp xuyên thẳng qua hư không. Lữ Thanh Thành vạn phần đắc ý, hắn vốn cũng không phải là đệ tử Nam Vực, tuy chân khí trên người bị chế ước, nhưng bảo kiếm dưới chân chính là thất giai thanh tác kiếm, từ nhỏ đã được trưởng bối luyện hóa vào trong đan điền, đã nhân kiếm hợp nhất với hắn. Bảo vật thất giai đã có thể phá hư không gian. Tuy lối vào Tu Di Sơn nhìn như ở trên bầu trời, kỳ thực cách xa vô cùng vô tận, nhất định phải đánh vỡ không gian. Hoành độ hư không mới có thể đi qua bờ bên kia. Bản thiếu gia còn chưa có đi ra, ai bảo ngươi đi vào trước. Một tiếng nói lạnh lùng vang lên trên không trung, tâm thần tất cả mọi người chấn động. Đặc biệt là Đinh Linh Nhi cùng Bách Lý Công Cẩn khiếp sợ nhìn lên không trung, nói chuyện chính là Lý Vân Tiêu. Đột nhiên nội tâm Đinh Linh Nhi đại chấn, hoảng sợ thất thanh nói. Cái này, chuyện Ô Long lần này chẳng lẽ là hắn? Bách Lý Công Cẩn toàn thân chấn động. Ngay cả thân phận cao như hắn cũng bị suy nghĩ Nightflapem chấn động. Nếu thật sự là như thế, vậy xông đại họa bằng trời rồi. Dưới vầng sáng, vạn đạo quang mang xuất hiện tụ tập vào một chỗ, hóa thành một bàn tay to lớn che trời, đột nhiên trấn áp Lữ Thanh Thành. Đồng tử Lữ Thanh Thành đột nhiên co lại, thanh tác kiếm dưới chân phát ra ánh sáng màu xanh, lập tức ngưng tụ ra một thanh kiếm hình khổng lồ bao phủ toàn thân của hắn, ngăn cản bàn tay này áp xuống. Hai đạo quang mang lập tức va chạm với nhau, bàn tay màu vàng bị kiếm quang màu xanh trùng kích, thậm chí có xu thế tán loạn. Lữ Thanh Thành đại hỉ, ngẩng đầu cao ngạo nói. Thanh tác kiếm của bản thiếu gia có thể chạm núi cao, đoạn biển cả, chỉ một chiêu đại thủ ấn có thể ngăn cản ta sao? Hắn lập tức sắp đột phá vòng vây của bàn tay màu vàng, nhảy vào Tu Di Sơn. Giọng của Lý Vân Tiêu vang lên lần nữa, hắn nói. Trước mặt bản thiếu gia mà còn dám xưng thiếu, vốn chỉ muốn ngăn cản ngươi một chút,
hiện tại không đánh ngươi thành bùn nhão thì ngươi không nhớ được. Trên không trung kim quang vạn đạo, kim quang như đom đóm bắn ra bốn phương tám hướng, hợp thành bàn tay lớn màu vàng, lập tức kim quang càng ngày càng thịnh, đại thủ ấn biến thành nguyên bảo màu sắc rực rỡ, giống như núi nặng nề áp lên kiếm hình của Lữ Thanh Thành, chẳng khác gì thiên thạch rơi xuống đất. Oanh! Đại thủ ấn ngăn cản kiếm hình rơi vào trong thành Viêm Vũ, phát ra tiếng nổ kinh thiên. Võ giả bốn phía tán loạn, không ngừng tản ra chung quanh. Vèo! Thân ảnh Lữ Thanh Thành nhảy ra khỏi đó, đáp xuống bên cạnh hố to, toàn thân máu tươi đầm đìa, chật vật không chịu nổi, hoảng sợ nhìn qua bầu trời, không còn ngạo khí như ban đầu. Thanh đại kiếm màu xanh trong tay của hắn hào quang tối lại, lóe lên nhấp nháy. Trên bầu trời các cường giả Vũ Hoàng biến sắc. Sắc mặt Phương Đức biến thành xám trắng, đột nhiên quát. Ai bảo Lý Vân Tiêu lại đi vào trước? Hắn hô liên tục ba lần, cũng không có ai đáp lại. Ninh Linh Nhi phía dưới có cảm giác lung lay sắp đổ, nàng đã khẳng định người đó chính là Lý Vân Tiêu. Tên điên, hắn đúng là điên rồi mà. Bởi như vậy, triệt để đắc tội toàn bộ các thế lực Nam vực một lượt. Bách Lý Công Cẩn cũng hiểu tình thế trước mắt nên choáng váng, giống như đã nhìn thấy bộ dáng Lý Vân Tiêu bị tất cả thế lực lớn phanh thây. Hừ, cho rằng cầm giữ một tiểu trận là có thể ngăn cản thông đạo tiến vào Tu Di Sơn. Ngươi cũng quá ngây thơ. Thời điểm Lữ Thanh Thành chật vật không chịu nổi, sau đó không còn lên tiếng nữa. Trong đám người phía dưới có một tên thiếu niên mặc áo và đai lưng màu bạc đi ra, trên người của hắn sinh ra từng đạo ngân quang, dường như đang xúc thế muốn phát động chiêu thức. Xôn xao, người chung quanh hắn nhanh chóng tản ra, tất cả đều lui thật xa, rất sợ tai họa lan lên người mình. Chỉ là một đám đều không rõ, dưới cửu cung vi trần trận, tu vị tất cả mọi người đều bị áp chế thật lớn, vì sao còn có người có thể không hề trở ngại vận chuyển chân khí. Xương Diệu Cửu Thiên, trong tay nam tử áo bạc cầm một tấm gấm, nó mở rộng ra trên không trung. Trong không gian vô cùng rét lạnh, như là hoa rơi trong tuyết, một tầng xương lạnh ngưng kết đầy trời. Thân thể của hắn hóa thành ánh sáng màu bạc bay về phía Tu Di Sơn. Ngay lúc nam tử áo bạc phóng lên cao, ở nơi khác có một đại hán râu ria dính đầy cặn hừ lạnh. Loảng xoảng đang, gờ. Một thanh đao bị hắn cắm trên mặt đất sao động, lập tức hét lớn một tiếng, sóng âm như dã thú gầm thét, võ giả bốn phía màng tai đau đớn, máu tươi chảy ròng. Không khí theo tần suất gầm thét của hắn làm nổ tung, ngay cả quần áo cũng nổ tung, từng khối cơ bắp nhô lên, càng quỷ dị là sau lưng hắn mọc lông dài như dã nhân. Nam vực thật sự là nơi chim không thèm ỉa, chỉ là trận pháp rác rưởi cũng có thể làm các ngươi thúc thủ vô sách. Đại hán lông dài cầm lấy đại đao, từng đạo khí thế bá đạo từ đao truyền ra, dường như muốn chém thiên liệt địa. Hắn vèo bay lên bầu trời, đuổi theo thanh niên áo bạc. Trên bầu trời truyền ra tiếng giống to. Để lão tử chém ra một con đường cho các ngươi, thiên ngoại bá đao. Lời của hắn nói làm các cường giả Vũ Hoàng trên không trung sắc mặt giận dữ, rồi lại vô kế khả thi. Cửu cung vi trần trận đã bị Lý Vân Tiêu khống chế, dường như chuyên môn hạn chế nhắm vào bọn họ. Một ít cường giả Vũ Hoàng có được huyền khí thất giai vậy mà cũng bị áp lực thật lớn, nhúc nhích cũng cực kỳ gian nan. Hừ, Ngân Dực Tông Dương Phương Chu, Thiên Vương Trại Trầm Ngạo Bắc, sao có thể để các ngươi cướp công đầu? Không phải dựa vào huyền khí và cấm pháp đặc thù giải phai kinh mạch bị phong bế sao, Chính Thất Tình ta sao có thể thua các ngươi? Lại một đạo thân ảnh phóng lên trời, dưới chân đạp lên quạt lông, hào quang như lửa, đỏ tươi chiếu người. Ba đạo quang mang chiếu rọi lẫn nhau trên không trung, bay về phía Tu Di Sơn bên kia, thế đi không thể ngăn cản. Đám cường giả Vũ Hoàng trên không trung khó coi tới cực điểm, nội tâm vạn phần phức tạp. Một phương diện hy vọng những người này có thể giải khai trận pháp cấm chế, mở thông đạo ra. Nhưng kể từ đó thể diện của bọn họ cũng mất hết. Vì vậy cũng vạn phần hy vọng đại thủ ấn trực tiếp một trường chụp chết đám tiểu bối cuồng vọng tự đại này đi. Hơn vạn tên đệ tử phía dưới đầy hy vọng nhìn qua bầu trời, nội tâm âm thầm nhớ kỹ tướng mạo mấy người này, thầm nghĩ đợi đến lúc vào trong Tu Di Sơn, ngàn vạn không thể đắc tội bọn họ. Trước mặt thực lực cường đại bày ra trong mắt, tuyệt không thể tự tìm đường chết. Nhưng mà có không ít trong mắt hiện ra vẻ châm chọc, dường như chẳng thèm ngó tới hành vi của những người này. Ba gia hỏa này hẳn là từ Đông vực tới, trong núi Không Lão Hổ, hầu tử Xương Vương a. Ha ha, xem ra Từ Thanh huynh cũng có ý thử thân thủ a. A, cũng được a.
nhưng dù thế nào cũng phải cho những tên nam vực này chút mặt mũi, nếu phá vỡ trận pháp, thể diện của bọn họ đặt nơi nào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 23.